Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 82. Nụ cười trên môi Hướng Thiên Hà cứng lại, dường như có thứ gì đó chặn trước ngực, khiến hắn ta tức đến mức suýt hộc máu. Sắc mặt hắn ta thay đổi mấy lượt, trông rất khó coi, ánh mắt tối sầm, có sát ý vụt qua. Lâm Nhất không nhìn Hướng Thiên Hà, cứ như không hề hay biết gì cả. Chuyện cười, người tính hay thật, tuy là yêu nghiệt bảng trong, nhưng xun xoe bên cạnh Khuynh Nhược U kiểu đó chả khác nào một con chó, người dựa vào cái gì mà đòi ta nể mặt ngươi. Huống chi ta và ngươi không quen, cần gì phải nể mặt. Ngông cuồng. Đúng lúc này, một tiếng quát to đột ngột vang lên. Ở khu vực của Tiêu Vân Tông, bên cạnh Phong Tuần, một thiếu niên lạnh lùng nói, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh, Lâm Nhất, ngươi đừng có không biết điều. Trong suốt buổi đấu giá, ngươi từng thấy ai dám tranh chấp với tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông chưa? Không một ai cả. Thứ mà chúng ta vừa ý, từ trước đến nay, không có cái nào mà không lấy được, và không một ai dám tranh giành. Để ngươi lấy đi ngũ nhuệ lôi tinh là đã nể mặt ngươi lắm rồi, cho ngươi bay lên tận trời rồi đấy. Còn về thần thạch tử diệu, thân phận của ngươi không đủ tư cách đâu, mau đưa thần thạch cho điện hạ Nhược U và xin lỗi nàng đi. Có người nhận ra người vừa lên tiếng chính là Dương Bằng Vũ, sư huynh của Phong Tuần và là đệ tử cốt cán xếp hàng thứ 7 trong Tiêu Vân Tông. Tu vi của người này đã sớm đạt đến cảnh giới âm dương tiểu thành, thực lực khá đáng sợ, nghe nói có khả năng sẽ tiến vào bảng trong bảng Long Vân. Hắn ta vừa lên tiếng thì ngay lập tức, bầu không khí trên quảng trường trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, tất cả mũi dùi đều chĩa về phía Lâm Nhất. Dương huynh nói rất hay. Tên nhóc này đúng là có hơi quá đáng. Không dễ gì điện hạ Nhược U mới đến thành Thiên Lăng một chuyến, sao có thể chịu uất ức lớn như vậy được. Nếu việc này truyền ra ngoài, tất cả chúng ta đều mất mặt. Tên nhóc kia, ngươi nên biết điều một chút, mau lấy ra thần thạch tử diệu. Ngươi vốn không biết mình đang chống đối ai đâu. Sau khi Dương Bằng Vũ lên tiếng, một tên nhân tài kiệt xuất của Kim gia lập tức nói hùa theo. Từ bỏ đi. Đó không phải thứ mà ngươi có thể tranh giành được đâu, lại thêm một gã nhân tài kiệt xuất mở miệng. Vẻ mặt hắn ta rất lạnh lùng, giọng điệu thì dè dà. Tên nhóc kia, chừa đường lui cho mình, đừng có quá đáng. Tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông đều từ bỏ vật đó, ngươi đừng để chúng ta phải nói thẳng mặt, không hay đâu. Trên lầu, Trần Hùng, một gã nhân tài kiệt xuất của Trần gia, lạnh lùng cười và nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt uy hiếp. Nói nhảm quá nhiều, đáng tiếc, từ trước đến nay, việc mà Lâm Nhất này quyết định sẽ không có chuyện thỏa hiệp. Ta đã quyết định phá cấm thì sao có thể vì dăm ba câu của các ngươi mà bị dọa chứ? Các ngươi nghĩ Lâm Nhất này là ai hả? Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đáp. Bản thân hắn không cần vật này, nhưng có lẽ Tô Hàm Nguyệt sẽ cần. Vì những sai lầm năm đó ở Thanh Vân Môn, vì lời hứa khi còn ở đế quốc Đại Tần. Hắn nhất định phải lấy được khối thần thạch tử diệu này. Ánh mặt trời chói chang, cớ gì không kiêu hãnh? Đó là niềm kiêu hãnh trong lòng thiếu niên, một khi đã hứa thì dù có phải leo lên 9 tầng trời cũng muốn có được nàng. Con đường này, hắn tuyệt không chùn bước. Tất cả mọi người có mặt tại quảng trường đều không ngờ Lâm Nhất lại chấp nhất như thế. Người của Tiêu Vân Tông và tứ đại gia tộc lần lượt lên tiếng nhưng hắn vẫn không có ý định nhượng bộ. Tuy nhiên, trong mắt mọi người thì sự chấp nhất này chính là không biết tốt xấu, ngông cuồng, tự mãn. Đám nhân tài kiệt xuất của các thế gia và tông môn đều nhếch mép cười mỉa. Tên nhóc này đúng là hống hách và ngu muội không thể tả. Tuy rằng trong hội đấu giá, ai cũng có thể tranh đoạt thứ mình muốn, nhưng không ai dám tranh chấp với tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông. Còn về Khuynh Nhược U thì tranh với nàng ta quả thực là chuyện cực kỳ ngu ngốc. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết bản thân đang đối đầu với ai. Ngươi là thứ gì hả? Cùng lắm chỉ là một tên kiếm nô mà thôi. Nghe thấy những lời của Lâm Nhất, Khuynh Nhược U cảm thấy rất khó chịu, bèn nói. Trên gương mặt tuyệt đẹp nở một nụ cười lạnh lùng, ánh sáng vụt qua từ sâu trong đáy mắt sắc bén đến mức dường như có thể xé toạc hư không. Ông! Duệ khí bức người kia hệt như một thanh kiếm rét buốt, phút chốc vạch một đường trên nền trời. Cuồng phong nổi lên trên quảng trường to lớn, khiến người ta có cảm giác rét run. Kiếm nô. Khuynh Nhược U vừa dứt lời,
ngay lập tức, có vô số ánh mắt hệt như những mũi tên sắc nhọn hướng về phía Lâm Nhất. Khi nhìn thấy dấu ấn ở mi tâm hắn, bọn họ lập tức hiểu ra, tất cả đều lộ vẻ nghiền ngẫm. Còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên kiếm nô mà thôi. Có lẽ mấy năm nay đạt được chút kỳ ngộ nên không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng thành Thiên Lăng là nơi mà hắn có thể tùy tiện ra oai. Buồn cười. Trong mắt rất nhiều nhân tài kiệt xuất lộ rõ sự khinh thường, khóe miệng bọn họ nhếch lên, nở một nụ cười châm chọc. Đúng, Lâm Mỗ từng là kiếm nô, và ta cũng không e dè thân phận của mình, các hạ nghĩ rằng làm vậy có thể sỉ nhục ta thì e là, đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Nhất tỏ vẻ thờ ơ, không một chút cảm xúc. Hắn ngước nhìn Khuynh Nhược U và nói, nếu cô muốn tranh đoạt thì đấu với ta một trận. Nếu thua, ta sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên thần thạch tử diệu, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Hắn một lòng hướng kiếm, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Thà gãy chứ không cong, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Nếu đã là hội đấu giá thì tất cả mọi người đều có quyền tranh đoạt thứ mình muốn, thắng làm vua, thua làm giặc, chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả. Chỉ với vài ba câu mà đã muốn đe dọa Lâm Nhất này, muốn hắn tự nguyện từ bỏ ư. Xin lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tâm của hắn, kiếm của hắn, đều không đồng ý. Đánh với ta à, ngươi xứng sao? Tuy nhiên, Khuynh Nhược U lại tỏ vẻ như vừa nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, ánh mắt nàng ta lộ vẻ trêu cợt, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường. Nhược U, để ta đi, lần này do ta chiêu đãi không chu đáo, hãy để ta được lập công chuộc tội. Ta sẽ khiến tên kiếm nô này phải cúi đầu xin tha. Hướng Thiên Hà tiến lên một bước, sắc mặt hắn ta lộ vẻ âm u, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất. Ngươi thắng hắn thì đã sao? Một tên kiếm nô như hắn, e là vạn lần cũng không phục. Khuynh Nhược U trừng mắt nhìn hắn ta, rồi đột nhiên nói, hôm nay, ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta, sự kiêu ngạo của ngươi chẳng đáng một đồng, không khác gì con sâu cái kiến. Tại thành Thiên Long, vẫn còn nhân tài kiệt xuất thuộc bảng ngoài bảng Long Vân thay ta xuất chiến. Dương Bằng Vũ của Tiêu Vân Tông bằng lòng thay Điện Hạ xuất chiến. Trần Hùng, thế gia thành Thiên Lăng, bằng lòng thay Điện Hạ xuất chiến. Tần Tử Lạc, thế gia thành Thiên Lăng, bằng lòng thay Điện Hạ xuất chiến. Cố Vân Phi, thế gia thành Thiên Lăng, bằng lòng thay Điện Hạ xuất chiến. Kim Lăng, thế gia thành Thiên Lăng, bằng lòng thay Điện Hạ xuất chiến. Phút chốc, cuồng phong nổi lên, trong tiếng cười khoái chí. Rất nhiều thế gia ồ ạt bay vọt lên. Khuynh Nhược U vừa ra lệnh, gần như một nửa nhân tài kiệt xuất tại thành Thiên Lăng đã ra mặt. Cảnh tượng như vậy chưa từng xảy ra, bỗng chốc, bầu không khí tại quảng trường Thiên Lăng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khuynh Nhược U vừa ra lệnh, quần hùng thành Thiên Lăng lập tức xin được chiến. Cảnh tượng này trước nay chưa từng xảy ra tại hội đấu giá. Dương Bằng Phi của Tiêu Vân Tông, Trần Hùng thế gia, Cổ Vân Phi thế gia, Trần Tử Lạc thế gia, Kim Lăng thế gia, mỗi cái tên đều nổi danh tại thành Thiên Lăng, đều là những gương mặt có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu tại quần Long Thịnh Yến. Ngày thường, bọn họ vẫn luôn tranh đấu với nhau, có thể nói là mâu thuẫn không nhỏ, nhưng hôm nay cả đám lại đứng chung một chiến tuyến, cùng chĩa mũi dùi về phía Lâm Nhất. Những người có mặt tại quảng trường hầu hết đều là võ giả thành Thiên Lăng, nên khi nhìn thấy cảnh này, có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt họ nhìn Lâm Nhất có một chút gì đó nghiền ngẫm và đầy ác ý. Nói một cách công bằng thì Lâm Nhất cũng có thể được xem là một thiếu niên nhân tài kiệt xuất, bởi lẽ chỉ mới chừng ấy tuổi mà hắn đã có thể đánh thắng được Phong Tuần. Dù là một nơi nhân tài đầy đất như thành Thiên Lăng thì vẫn có chỗ để hắn trụ chân. Một kiếm đánh bại Phong Tuần, đoạt được ngũ nhuệ lôi tinh, đủ để khiến người ta kinh ngạc và để lại ấn tượng sâu đậm. Nhưng như thế thì đã sao? Đáng lẽ ra Lâm Nhất không nên tranh chấp với Khuynh Nhược U, thân phận của nàng ta là gì chứ? Trong địa phận Lôi Châu, trong lòng phần lớn võ giả, hình tượng của nàng ta gần như hoàn mỹ. Dung nhan tuyệt đẹp, thực lực siêu phàm, khí chất lạnh lùng và trong trẻo, vị thế của nàng ta trong lòng mọi người đã vượt xa sự tưởng tượng của những kẻ bên ngoài. Đừng nói là mở miệng. Dù nàng ta không mở miệng thì cũng có hàng tá người bằng lòng ra tay vì mỹ nhân.
Chuyện đánh chó mù đường đổi lấy nụ cười của mỹ nhân như vậy quả thật là cơ hội tự dâng đến cửa. Trong mắt mọi người, Lâm Nhất là tên ngốc, chỉ lấy được ngũ nhuệ lôi tinh thôi mà đã không biết trời cao đất rộng là gì. Chẳng lẽ hắn không biết có một số người, hắn không thể đắc tội được à? Thiếu niên tài ba trước mắt chắc chắn sẽ bị người người giẫm dưới chân, hung hăng sỉ nhục một phen. Cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Đương nhiên, người ngoài không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Nhất. Hắn giành lấy thứ này là vì Tô Hàm Nguyệt, cô nàng khuynh nhược u kia có thực lực không tầm thường, sâu không lường được, thậm chí hắn cũng không biết chắc tu vi của nàng ta, nhưng đây là hội đấu giá tử vong, không cấm sử dụng bảo khí. Hắn đang giữ roi tử diễm lôi hoàng, có át chủ bài này trong tay, Lâm Nhất tự cảm thấy mình vẫn có 3 phần thắng. Chỉ 1 phần cơ hội đã đủ đánh 1 trận, cớ sao 3 phần lại không thể liều. Chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc bản thân đã đụng vào điểm mấu chốt gì của cô nàng này mà khiến nàng ta nổi giận như vậy. Bóng dáng của rất nhiều nhân tài kiệt xuất thuộc các thế gia rơi xuống trung tâm quảng trường, bọn họ đều nhìn về phía Khuynh Nhược U bằng ánh mắt rực sáng, ai cũng muốn thay nàng ta đối chiến, hòng lấy lòng người đẹp. Cơ hội như thế này rất hiếm thấy, phải nắm chắc mới được. Còn về Lâm Nhất, ha ha, một tên kiếm nô may mắn thắng được Phong Tuần mà thôi. Trong mắt bọn họ, thực lực của Phong Tuần chẳng là gì cả, thế nên dù là ai trong số những người này thì cũng cảm thấy bản thân có thể nghiền ép Lâm Nhất một cách dễ dàng. Bọn họ đều là những nhân vật thiên tài đã đột phá bình chướng cảnh giới âm dương, một tên Phong Tuần há có thể so sánh được. Mỗi một người đều tỏa ra chiến ý cực kỳ khủng bố. Khuynh Nhược U nhìn quanh một lượt, cuối cùng, ánh mắt nàng ta dừng lại ở chỗ Dương Bằng Phi của Tiêu Vân Tông. Trong dàn đệ tử cốt cán của Tiêu Vân Tông, người này xếp hạng thứ 7, 1 năm trước đã đạt đến cảnh giới âm dương, thực lực hiện tại e là càng đáng sợ hơn. Cao thủ cảnh giới âm dương tầm thường đều không phải đối thủ của hắn ta, đối mặt với Lâm Nhất, e là chỉ cần một thương đã đủ khiến đối phương phải quỳ xuống. Người này cũng là người đầu tiên quát Lâm Nhất, trách hắn không biết tốt xấu, được nể mặt mà còn không biết xấu hổ. Dương Bằng Phi, ta nhớ không lầm tên của ngươi chứ, Khuynh Nhược U nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Nghe vậy, trái tim Dương Bằng Phi đập thình thịch trong lồng ngực, hoảng hốt không thôi. Ánh mắt hắn ta lộ rõ sự mừng rỡ, nhìn dáng vẻ của người này, cứ như chuyện dẫm Lâm Nhất dưới chân là một việc cực kỳ đơn giản. Trong mắt mấy người Trần Hùng đều lộ vẻ thất vọng. Tên Dương Bằng Phi này đúng là may mắn. Dương Bằng Phi quay sang nhìn Lâm Nhất. Ánh mắt hắn ta lộ rõ sự mỉa mai, khóe miệng có hơi nhếch lên tạo này một nụ cười tràn đầy sự khinh thường. Một tên kiếm nô nho nhỏ lại dám tranh chấp với điện hạ Nhược U, hôm nay ta sẽ thay điện hạ dạy dỗ ngươi một phen, để tên kiếm nô nhà ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Dương Bằng Phi hừ lạnh một tiếng, mở miệng chế nhạo. Nhưng nào ngờ, Lâm Nhất lại bình tĩnh đáp lại, kiếm nô ư. Dù là thời điểm hèn mọn nhất thì ta cũng không nghĩ sẽ làm chó cho kẻ khác. Dừng lại vài giây, rồi hắn bắt đầu châm chọc, tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của vị chủ nhân này thì chưa chắc nàng ta biết đến con chó nhà ngươi. Đúng là nực cười. Ha ha, ta cũng không có thời gian khua môi múa mép với ngươi. Lửa giận bùng lên trong lòng Dương Bằng Phi, nhưng vẻ mặt hắn ta vẫn hết sức bình thản, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Vừa dứt lời. Trường thương sau lưng hắn ta nện mạnh xuống đất, chân nguyên điên cuồng sôi trào trong cơ thể. Trường thương nhanh chóng được rót đầy bởi một luồng khí tức nóng rực, đầu thương lóe lên ánh lửa chói mắt. Lửa cháy hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn quét qua 4 phương 8 hướng, hệt như một con sói đói, vô cùng hung hãn. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Nhất sải một bước dài về phía trước, lại tiến thêm một bước nữa. Thương long tam biến. Uỳnh ầm ầm. Bước chân này, bên trong cơ thể Lâm Nhất bùng lên một tiếng gầm rung trời của Thương Long, ở nơi ngực trái quang mang của Thương Long ấn bung nở. 30 luồng lôi văn vô cùng dữ tợn đang điên cuồng lan ra khắp cơ thể hắn, từng luồng sức mạnh của Thương Long cổ xưa như đang phát ra âm thanh phẫn nộ gào thét trên người hắn. Bỗng chốc, gió giật sấm rền, đất trời biến sắc. Phụt! Cái chân muốn bước ra của Dương Bằng Phi thình lình bị đánh bật trở về. Khóe miệng nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. 2 bước, chỉ có 2 bước,
chưa từng xuất chiêu thế mà Dương Bằng Phi đã bị trọng thương. Cảnh tượng này khiến mặt tất cả mọi người đều biến sắc, đáy mắt đầy vẻ khó tin. Cái, sao lại thế được? Hướng Thiên Hà bên cạnh Khinh Nhược U không khỏi hô lên thất thanh. Vẻ khinh thường và châm chọc trên gương mặt của nhân tài thế gia đã hóa thành vẻ kinh hoàng, miệng khẽ há ra nhưng lại không thể nói được câu gì. Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, chẳng lẽ Dương Bằng Phi sắp thua rồi? Thua bởi tên kiếm nô này. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt của các nhân tài thế gia có mặt tại đó đều đã trở nên rất khó coi. Dương Bằng Phi gương mặt tái mét, vẻ đắc ý và châm chọc trước đó đã biến mất tăm, trong lòng rốt cuộc cảm thấy thực sự hoảng hốt. Không được, ta không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua. Quỳnh. Nhưng đúng vào lúc hắn ta định hành động thì một tay Lâm Nhất kết ấn, lại bước thêm một bước về phía trước. Giây phút khi bàn chân vừa chạm đất, ấn ký cổ xưa trong tay cũng đồng thời được ngưng tụ. Phật môn thất sát ấn. Giống như hoa sen không có nước, tựa như nhật nguyệt không ở trên trời. Sát ý trên người Lâm Nhất thoáng chốc chồng chất lên gấp 7 lần, sát ý khủng khiếp phát tán ra như những vòng sóng nước khiến xung quanh cơ thể hắn bỗng trở nên mông lung mờ ảo. Sát ý ngập trời giống như nước vô hình, khiến cả một vùng không gian ở đây nặng nề như vực sâu vạn trượng. Dương Bằng Phi bị chìm sâu trong đó, bỗng nhiên phát hiện bản thân đã không thể cử động được nữa. Dưới áp lực của luồng sát ý này, bánh xe vàng màu đỏ tươi phía sau lưng hắn ta vỡ vụn. Trên gương mặt tuấn tú bất phàm xuất hiện từng vết nứt mảnh, có máu tươi trào ra khiến mọi người nhìn mà vô cùng kinh hãi. Một bước, hoa tử diên nở, phồn hoa cái thế. Một bước, thương long tam biến, gió giật sấm rền. Một bước, sát ý ngập trời. Ngạo nghễ liếc nhìn tám phương. Bước ra ba bước, thiếu niên vạt áo sam xanh đón gió phần phật, ống tay áo như mây, mái tóc dài tung bay. Tựa như sát thần có 102 mới bước ra từ địa ngục, có một loại phong thái vô địch khó có thể diễn tả được bằng ngôn từ, dáng người như kiếm, khí phách hiên ngang. Bị luồng sát ý, kiếm ý và sức mạnh thương long tập kích, Dương Bằng Phi đau đớn không thể tả, khắp người từ trên xuống dưới như thể có hàng nghìn con rắn độc. Sâu bọ, kiến chuột đang gặm nhấm. Chỉ là một kẻ vô dụng không có bản lĩnh, ta có cần phải rút kiếm ra với ngươi hay không, chẳng lẽ ngươi không tự biết hay sao? Hôm nay ta cứ không biết trời cao đất dày mà ức hiếp ngươi thì đã làm sao? Quỳ xuống. Trên dung nhan lạnh lùng của Lâm Nhất thoáng vẻ tàn nhẫn, khi lời vừa dứt, bàn tay phải kết ấn vỗ mạnh một cái. Rầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một chưởng này vỗ thẳng lên đỉnh đầu của Dương Bằng Phi, đối phương lập tức ói máu tươi, bịch một tiếng quỳ gối xuống đất. Rắc. Mặt đất có vết nứt dần dần lan ra, hai đầu gối quỳ trên đất của Dương Bằng Phi cũng rỉ máu. Bộp. Cảnh tượng này khiến mọi thứ xung quanh chìm vào yên lặng, cả hội trường đấu giá đã hoàn toàn không còn bất cứ âm thanh nào. Ai cũng không ngờ được kết cục này lại xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Trong đầu bọn họ hoàn toàn trống rỗng, gần như không thể lý giải nổi đây là chuyện gì. Ta cứ không biết trời cao đất dày mà ức hiếp ngươi thì đã làm sao? Cả hội trường tĩnh lặng duy chỉ có âm thanh ngông cuồng bá đạo của thiếu niên vang vọng mãi bên tai tất cả mọi người. Vẻ dữ tợn hiếm thấy trên gương mặt Lâm Nhất càng khiến tất cả mọi người phải kinh sợ. Rõ ràng, những người này đều không ngờ được. Thiếu niên dung mạo thanh tú nhường này lại cũng có một mặt ngạo mạn ngông cuồng hung hãn thế kia. Gió nhẹ phất qua thổi bay mái tóc dài của thiếu niên khiến tất cả mọi người đều không thể không dùng ánh mắt khác để nhìn người thiếu niên này. Trên gương mặt các nhân tài của thế gia Thành Thiên Lăng lúc này đã cực kỳ khó coi. Cái quỷ này của Dương Bằng Phi giống như một bạt tai vô tình và đầy bất ngờ tát lên mặt bọn họ. Trước đó, những nhân tài này còn ngạo mạn nói muốn dạy dỗ Lâm Nhất một phen. Thay mặt điện hạ U Nhược xuất chiến, khiến Lâm Nhất hiểu được cái gì gọi là trời cao đất dày, dạy dỗ hắn cách làm người. Nhưng lại không thể ngờ được, Dương Bằng Phi vốn bị cho là đã nhặt được một món hời, có thể dễ dàng nghiền nát Lâm Nhất lại thua thê thảm thế này. Lâm Nhất còn chưa từng ra chiêu, chỉ mới bước lên trước ba bước mà đã khiến Dương Bằng Phi thua trận. Còn chưa hết, một chưởng cuối cùng kia,
Dương Bằng Phi đã hoàn toàn không có sức chống cự nữa mà quỳ rạp xuống đất trong tiếng quát điên cuồng của thiếu niên. Trên dung nhan tuyệt đẹp của Khinh Nhược U không tỏ vẻ gì, nhưng đôi mắt đẹp khẽ nhướn lên nhìn về phía Lâm Nhất. Nhìn thì như sóng yên gió lặng, không hề có chút phản ứng nào với kết quả của sự việc lần này, nhưng Hướng Thiên Hà đứng ở bên cạnh nàng ta thì cơ thể đã khẽ phát run, rõ ràng cảm nhận được trên người Khinh Nhược U có một luồng hàn ý đang tích tụ, từ sâu trong nội tâm hắn ta sinh một loại cảm giác khủng hoảng, khiến cơ thể hắn run lên bần bật. Rõ ràng, kết quả này hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của Khinh Nhược U. Nàng ta như ở tiết trên cao, trong mắt chẳng nhìn thấy người nào, khinh thường ra tay với Lâm Nhất, nói thẳng rằng ngươi không xứng. Một câu hạ lệnh đã muốn để cho nhân tài ngoại bảng của bảng Long Vân tại thành Thiên Lăng này mạnh tay dạy dỗ Lâm Nhất, dẫm nát sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng cái quỷ này của Dương Bằng Phi thì đã đặt dấu chấm hết thực sự. Khiến cho tất cả những lời nói trước đó của nàng ta bây giờ nhớ lại chỉ thấy chói tai, mang đầy sự châm chọc. Cái quỷ kia không chỉ là một bạt tai tát thẳng vào mặt của các nhân tài thành Thiên Lăng mà càng là cái bạt tai vang dội tát vào mặt của Khinh Nhược U. Từ khi nàng ta xuất đạo đến nay, trên người lúc nào cũng được bao bọc bởi luồng hào quang chói lọi, Tam Vương Thất Anh trông thấy nàng ta cũng đều phải khách sáo lễ độ. Chưa từng phải chịu ấm ức như thế này bao giờ, bây giờ trong lòng đang nổi lên sát ý ngập trời nhưng ngại vì lời trước đó đã nói, lại không thể thực sự ra tay với Lâm Nhất. Loại nín nhịn này khiến nàng ta khó chịu vô cùng, bàn tay phải trắng nõn như ngọc siết chặt. Trên đài cao, Lạc Du chủ trì buổi đấu giá nhìn sâu vào Lâm Nhất một lúc, thầm gật đầu, thiếu niên này quả thực là có chút không tầm thường. Đâu chỉ ông ta, bây giờ bất kể là ai cũng đều có thể nhìn ra được, Lâm Nhất tuyệt đối không phải nhân tài bình thường. Ba bước một trưởng đã khiến Dương Bằng Phi quỳ trên đất xin tha, há lại là nhân tài bình thường có thể làm được. Xong rồi. Hôm nay nếu như không ngăn được hắn, sĩ diện của chúng ta ở thành Thiên Lăng này sẽ mất hết thôi. Mất mặt quá, Dương Bằng Phi này mở miệng ngậm miệng là gọi kiếm nô, điên cuồng ngang ngược như thế, kết quả lúc động tay chân thật thì lại kém cỏi như vậy. Trên quảng trường dần vang lên những tiếng nói chuyện, những võ giả sống tại thành Thiên Lăng lúc trước vẫn luôn chờ để coi Lâm Nhất bẽ mặt thì bây giờ đều cảm thấy khó ở. Lâm Nhất. Đúng vào lúc này, giọng nói của thế gia Trần Hùng thình lình vang lên, chỉ thấy hắn ta tập trung nhìn vào đối phương, đáy mắt chứa đầy vẻ lạnh lùng âm u, trầm giọng nói thủ đoạn này của ngươi cũng hơi quá đáng rồi. Dương huynh thua thì thua, hà tất phải sỉ nhục đối phương, ngươi không coi Tiêu Vân Tông ra gì sao? Những lời này cũng là tiếng lòng muốn nói của đám người Tiêu Vân Tông. Đệ tử Tiêu Vân Tông nhìn Dương Bằng Phi nhếch nhác mà khổ sở quỳ trên mặt đất. Ai nấy đều dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Đáng tiếc, Dương Bằng Phi thua thê thảm như vậy, bọn họ làm sao dám có gan đứng ra nói thêm cái gì? Sỉ nhục. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cong lên, trầm giọng nói, trong mắt ngươi, trước đó hắn ta mở miệng ngậm miệng gọi kiếm nô thì không phải là đang sỉ nhục Lâm Nhất ta sao? Kẻ hạ nhục người khác thì người khác cũng có thể vĩnh viễn sỉ nhục lại hắn. Ta không ngại thân phận kiếm nô của mình. Nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Nhất ta tốt tính, hắn ta nếu vẫn chưa chịu nhận thua thì cứ quỳ tiếp đi. Đáng chết! Trần Hùng tức mà không thể xả ra được, Dương Bằng Phi đâu có không nhận thua, rõ ràng là dưới áp lực khí thế của đối phương, hắn ta không thể mở miệng ra được. Thả hắn ta đi! Ánh mắt Trần Hùng khinh miệt, lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, một luồng khí tức lạnh lùng âm u tản ra từ trên người hắn ta. Lập tức thổi bay mái tóc dài, uy áp khủng khiếp bùng lên. Lâm Nhất hờ hững nói, thú vị, ta thả hay không thả liên quan gì ngươi? Không đến lượt ngươi nói ra nói vào. Trần huynh bảo ngươi thả người thì ngươi mau thả người, đừng có lèm bèm. Thành Thiên Lăng không phải do chúng ta quyết định thì chẳng lẽ lại để cho ngươi quyết định hay sao? Thế ra Tần Tử Lạc lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, một luồng khí thế từ từ đè xuống. Kiếm nô quả nhiên chính là kiếm nô, mới thắng thế một chút đã ngông cuồng như vậy. Nhân tài của Kim gia, Kim Lăng liếc mắt nhìn Lâm Nhất hờ hững nói. Mấy nhân tài thế gia lần lượt mở miệng, không phân biệt trắng đen gì đã muốn bắt Lâm Nhất phải thả Dương Bằng Phi đi. Loại giọng điệu kia chẳng khác gì ra lệnh, như thể Lâm Nhất mà không nghe theo thì sẽ phải chịu vạn kiếp bất phục.
nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ đến việc Dương Bằng Phi trước đó tích hết toàn lực với ý định một đòn giết chết Lâm Nhất. Cũng chưa từng nghĩ sẽ cho Lâm Nhất cơ hội để nhận sai. Trên thực tế, trong lòng bọn họ gần như không hề để ý đến việc này, chỉ là muốn kích động Lâm Nhất mà thôi. Theo như bọn họ thấy, Lâm Nhất mặc dù đánh bại Dương Bằng Phi nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Bọn họ tự vấn trong lòng cho rằng Lâm Nhất đã dùng hết các thủ đoạn của mình rồi, chỉ cần không khinh địch thì vẫn có thể nghiền nát được đối phương. Nhất là Trần Hùng, thực lực của hắn ta mạnh nhất trong mấy người này, vì vậy hắn ta đang vô cùng nóng lòng muốn thử sức. Chỉ coi như ông trời ban tặng cho hắn ta một cơ hội tốt để giành được hảo cảm trước mặt Khinh Nhược U. Vốn hắn ta cho rằng, cơ hội này đã bị Dương Bằng Phi may mắn nhặt được trước, ai ngờ tên đó lại kém đến vậy. Mất hết sĩ diện của Thành Thiên Lăng không nói, còn quỳ ở trước mặt Lâm Nhất. Nếu đã như vậy, thì hắn ta đành phải ra tay. Ống tay áo dài của Trần Hùng vung lên, trầm giọng nói, ta cho ngươi cơ hội lần cuối cùng, người này, ngươi có thả hay không? Nếu như ngươi thả hắn ta ra thì việc ngày hôm nay, ta cùng lắm sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Nếu như không thả, ta sẽ cho ngươi biết, trên thế gian này còn có sự giày vò ti tiện hơn cả kiếm nô, khiến ngươi cả đời này chỉ có thể làm tôi tớ. Nói thực cho ngươi biết, ta nếu như đã ra tay thì không có ý định để cho hắn ta đứng dậy, Lâm Nhất đầy vẻ nghiền ngẫm cười nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói cả đời làm tôi tớ. Ta chỉ sợ ngươi chẳng có cái bản lĩnh này. Lời vừa dứt, trong đôi mắt của Lâm Nhất bắn ra phong mang sắc bén. Táng hoa kiếm bên trong kiếm hạp trên lưng rung lên ong ong. Tiên thiên kiếm ý bên trong cơ thể vào lúc này đang điên cuồng thích lại. Chỉ chớp mắt, làn da giấu bên dưới lớp áo sam xanh bỗng nứt toác, có máu tươi thấm ra ngoài. Kiếm ý giạt rào không ngừng sao động bên trong cơ thể, tụ lại thành một đại dương mênh mông sóng nước. Xem ra lời của Trần Mỗ, người không hề để lọt tai. Trần Hùng nhếch khóe miệng cười. Nụ cười cực kỳ đáng sợ khiến người ta sởn cả da gà, hàn ý trong đáy mắt gần như ngưng tụ thành thực thể. Giây phút khi lời nói vừa dứt, cơ thể loáng lên, uỳnh ầm ầm, thình lình đất trời ngập hàn khí ngưng tụ thành một tấm bia đá cổ xưa treo trên đỉnh đầu hắn ta, mang theo làn gió lạnh buốt như thanh đao sắc bén chém về phía Lâm Nhất. Hàn bí quyết. Nhìn thấy tấm bia đá cổ xưa kia, cả quảng trường liền vang lên từng tràng tiếng động. Có rất nhiều người nhận ra được đây chính là công pháp Hàn Bí Quyết được truyền thừa của Trần gia. Phải tu luyện được Hàn Bí Quyết này đến mức cực kỳ cao thâm thì mới có thể ngưng tụ ra được hình hài của tấm bia đá. Nhìn thấy tấm bia cổ trên đỉnh đầu Trần Hùng, không chỉ đã tạo ra được hình hài mà thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy được hoa văn trên bia đá, rõ ràng hắn ta đã đạt đến cảnh giới ngưng tụ bia cổ từ lâu. Hay lắm, giờ thì Lâm Nhất ắt phải đại bại rồi. Tấm bia này xuất hiện thì có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, có tấm bia đá trong tay thì đều có thể trấn áp được hết. Ha ha, đâu chỉ trấn áp đơn giản như vậy, tiểu tử này nếu như không biết điều thì ta đoán là hắn sẽ bị bia đá này cứ thế mà nghiền nát luôn. Có lẽ sẽ không, Trần Hùng đã từng nói phải để hắn cả đời này làm tôi tớ. Hẳn là sẽ chỉ phế bỏ tu vi để hắn trở thành một phế nhân. Đây mới là sự giày vò lớn nhất đối với một thiên tài ưu tú. Trước đó, những võ giả sống tại Thành Thiên Lăng đều ôm bộ mặt khó coi thì bây giờ trong đáy mắt đã dần sáng rực, vẻ mặt vui sướng không thôi. Tiếng thì thào nói chuyện vang lên khắp bốn phía, lọt vào trong tai Trần Hùng khiến đáy mắt hắn ta sáng rực vẻ sung sướng. Sau trận chiến này, nói không chừng phong thái của Trần gia sẽ vùi lấp được cả Tiêu Vân Tông, đệ nhất tông của Thành Thiên Lăng này. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể giành được hảo cảm của Khinh Nhược U lại vừa có thể rạng danh cho Trần gia. Người tập võ của thế hệ ta cần phải có được khí phách này. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ta liền lộ ra nụ cười dữ tợn, bổ nhào về phía Lâm Nhất hung hăng chém giết. Nhưng đúng vào lúc hắn ta sắp áp sát thì một luồng kiếm ý khủng khiếp đột nhiên bắn vọt ra khỏi người Lâm Nhất. Kiếm ý kia như không nhiễm chút bụi trần, hòa cùng với thiên địa. Ngự trị khắp cả cõi trần gian này. Keng keng. Kiếm ý giạt rào tràn ra khắp thiên khung, đạt đến mức độ kinh hãi thế tục. Hướng Thiên Hà kinh hoàng thất sắc, cằm đã sắp rớt cả xuống đất, đây chính là tiên thiên kiếm ý đỉnh phong viên mãn. Còn chưa hết, dưới sự khống chế của kiếm ý này,
trên người Lâm Nhất bỗng nhiên bùng phát ra một loại bá khí ngút trời. Loại bá khí cỡ này khiến khắp trời nổi cuồng phong, ánh mắt Lâm Nhất khinh thường nhìn xuống khắp tám phương, ngự trị đất trời. Giác! Trần Hùng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, tấm bia cổ trên đỉnh đầu đã bị một luồng kiếm quang đâm trúng. Mà một giây sau đó đã phát nổ tan tành, dưới sức công phá của kiếm ý này, ngũ tạng lục phủ lập tức xuất hiện vô số vết nứt, một ngụm máu tươi bị hắn ta phun mạnh ra ngoài. Trong đáy mắt hắn ta lộ ra vẻ khủng hoảng vô hạn, trong đầu nảy sinh ý muốn rút lui, cơ thể ngay lập tức xoay lại muốn tháo chạy. Nếu đã đến rồi, thì đừng đi nữa. Nhưng táng hoa kiếm của Lâm Nhất đã tế ra rồi, há lại để cho hắn ta rời đi, trong ánh kim quang lấp lánh. Một kiếm chém xuống. Phụt! Thân kiếm kia tựa như một sợi roi quất mạnh lên đỉnh đầu của Trần Hùng, hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Mặc dù chỉ là thân kiếm, không phải lưỡi kiếm chém xuống, nhưng uy lực như vậy vẫn hùng vĩ không khác gì sơn mạch của dãy núi chập trùng. Dường như chỉ trong giây lát, Trần Hùng đã bị áp lực này đè cho hai chân nhũn ra, phịch một tiếng quỳ xuống bên cạnh Dương Bằng Phi. Gương mặt hắn ta đầy vẻ nhục nhã. Liều mạng muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng táng hoa kiếm nhẹ nhàng như thể rất tùy ý kia rơi lên đỉnh đầu hắn ta, mà mặc kệ hắn ta dốc sức ra sao cũng chẳng thể làm được gì. Cái này! Tất cả mọi người ngây dại, những võ giả của Thành Thiên Lăng trước đó còn chế giễu Lâm Nhất, nói hắn chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi thì nay lại câm như hến. Bọn họ chỉ cảm thấy hai bên mặt đau rát, đáy mắt mang đầy vẻ hổ thẹn nhục nhã. Lại quỳ rồi! Trần Hùng bá đạo ngông cuồng, kiêu căng nói Lâm Nhất không để lọt tai lời hắn ta nói, chỉ một kiếm. Chỉ một kiếm đã bị Lâm Nhất chém nát bia cổ, lập tức đại bại. Tốc độ thua trận còn nhanh hơn cả Dương Bằng Phi trước đó. Ít nhất Dương Bằng Phi còn sau ba bước mới bị một chưởng của Lâm Nhất đập cho quỳ gối trên đất, nhưng Trần Hùng này lại bị một kiếm đánh bại, chỉ duy nhất một kiếm. Gần như không để cho người ta kịp có thời gian phản ứng lại. Một giây trước vẫn còn nắm chắc phần thắng trong tay, vẻ mặt dữ tợn, một giây sau đã phải uất ức quỳ xuống bên cạnh Dương Bằng Phi. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Nhất đều mang đầy vẻ bàng hoàng cùng không thể tin nổi. Ong, ong, ong. Trên bầu trời, kiếm ý vang lên ong ong không dứt, dưới áp lực của kiếm ý sục sôi giạt rào kia khiến lòng người run sợ, những kẻ nắm kiếm trong tay lại càng khủng hoảng, kiếm ý cỡ này bọn họ chưa từng được gặp bao giờ. Đáng sợ, chẳng trách một kiếm đã đánh bại Trần Hùng, tiên thiên kiếm ý đỉnh phong viên mãn đó. Kiếm ý của tiên thiên đại thành đã đủ để cho chủ nhân của nó kiêu ngạo khắp cả cổ vực Nam Hoa rồi mà kiếm ý của người này lại đạt đến cảnh giới tiên thiên kiếm ý đỉnh phong viên mãn. Thua cũng không oan. Sau cơn bàng hoàng, trên quảng trường Thiên Lăng rào rào vang lên những tiếng hô ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất này đã khác xưa rất nhiều. Tần Tử Lạc, Kim Lăng và nhân tài của cổ gia kia đều xị mặt ra, hầu như đã mất hết vẻ ngông cuồng lúc nãy, thần sắc trong đáy mắt cũng trở nên đặc biệt nghiêm túc. Nhưng Trần Hùng và Dương Bằng Phi quỳ trên mặt đất lại đập thẳng vào mắt, như thể bất cứ lúc nào cũng có một bạt tai vả thẳng lên mặt bọn họ khiến da mặt bọn họ đau rát. Nhớ đến lời lúc nãy đã nói lại càng cảm thấy nực cười. Không biết tốt xấu là gì. Không biết chừng mực. Không biết trời cao đất dày. Hắn cứ không biết tốt xấu là gì như thế. Cứ không biết chừng mực như thế. Không biết trời cao đất dày như thế. Làm gì được hắn nào? Nói ra thì ai nấy đều có xuất thân không tầm thường, đều là nhân tài của thế gia, thiên tài của tông môn. Nhưng ở trước mặt khinh nhược u lại như con chó quẫy đuôi nịnh hót, chỉ mong giành được một nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc trà đạp Lâm Nhất. Mở miệng là gọi kiếm nô. Ngậm miệng là nói hắn không hiểu quy tắc. Nếu muốn làm chó thì có kết quả này cũng là đáng đời. Sắc mặt của ba người Tần Tử Lạc đều cực kỳ khó coi, trong một lúc lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Vân Tông còn cả những đệ tử của các đại thế gia khác đều đang nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Nếu như cứ vậy cho qua thì sĩ diện của bọn họ cũng chẳng thể giữ nổi, huống hồ điện hạ U Nhược vẫn còn đứng ở phía sau nhìn. Dương Bằng Phi và Trần Hùng lại càng phải quỳ trên mặt đất chịu nhục, nhìn bộ dạng này của Lâm Nhất rõ là không có ý định bỏ qua cho hai người này dễ dàng. Bất kể là tôn nghiêm hay là sĩ diện, bọn họ đều không thể lui bước,
quay sang đối mắt nhìn lẫn nhau rồi khẽ gật đầu, hàn quang trong đáy mắt lập tức bùng lên. Giết! Không hề có chút xíu dự báo nào, đúng vào lúc tất cả mọi người vẫn còn đang hết sức bàng hoàng vì thiên thiên kiếm ý trên người Lâm Nhất thì ba người Tần Tử Lạc bật người nhào lên không trung, đồng thời tấn công về phía Lâm Nhất. Rõ ràng là ba người này đã biết được, nếu như đơn đả độc đấu với Lâm Nhất thì chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Duy chỉ có cách hợp sức lại thì mới mong trấn áp được Lâm Nhất, bắt hắn phải quỳ trên đất cầu xin tha thứ, rửa sạch mối nhục mà tất cả mọi người phải chịu ngày hôm nay. Quỳnh! Ba nhân tài cảnh giới âm dương tiểu thành đồng thời ra tay, khí thế này sắc bén biết bao. Dưới loại áp lực này, tiên thiên kiếm ý bao trùm trên bầu trời đã dần xuất hiện những đường nứt mảnh, tựa như bị khuấy động gây ra những cơn sóng cao ngất trời, làm đất trời bay màu. Hợp sức! Đám vô dụng hợp sức thì sẽ không còn vô dụng nữa hay sao? Nhìn thấy ba người đồng thời tấn công đến, thần sắc Lâm Nhất lạnh lùng, trong thoáng chốc tâm pháp bá kiếm bắt đầu sao động bên trong kinh mạch. Một kiếm chặt đứt mây trôi, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chém dọc tám phương, một kiếm quét ngang bốn phương. Mây bay chín tầng trời, tứ hải bát hoang. Vào lúc ba người kia gần áp sát, trên cơ thể Lâm Nhất bùng lên bá khí vô biên vô tận, thiếu niên với cơ thể mỏng manh nhưng dưới khí thế bá khí này lại giống như đang đứng trên đỉnh núi cao, cụp mắt liếc nhìn tám phương, kiêu ngạo nhìn thế đời. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Uỳnh ầm ầm, vào giây phút khi động tác tay kia hoàn thành, khắp chín tầng trời có tiếng kiếm âm vang lên như sấm, trời đất nhạt màu, mây gió cùng nổi lên. Lâm Nhất nhấc tay lên là một kiếm tung ra. Dưới sự khống chế của tiên thiên kiếm ý đỉnh phong viên mãn, kiếm mang thô to bùng lên điện quang chói mắt. Chỉ một thoáng đó, cả quảng trường thiên lăng gần như đã bay màu dưới luồng kiếm quang đó, duy chỉ có gương mặt tuấn tú lấp lánh ánh bạc như ngọc lưu ly của thiếu niên dưới ánh sáng điện quang màu bạc là tồn tại vĩnh hằng, in hằn tận sâu trong tiềm thức của mỗi một người có mặt ở đây. Một kiếm này nhanh đến khó bề tưởng tượng, trong những ánh mắt ngạc nhiên tột độ, bôn lôi chảm điện như dịch chuyển tức thời. Nhưng còn chưa hết, giữa bầu trời thình lình vang lên tiếng sấm rền, kiếm trong tay Lâm Nhất bùng lên ánh bạc sáng lóa cả vùng trời, chỉ trong một chớp mắt đã vung ra 18 đạo bôn lôi chảm điện. Trước kia tu vi của Lâm Nhất không đủ, nhục thân không mạnh, miễn cưỡng tung ra một kiếm đã hao sạch không biết bao nhiêu chân nguyên. Nhưng bây giờ, chân nguyên của hắn hùng hậu, luyện được thương long cửu biến, chỉ một ý niệm đã có thể vung ra 18 kiếm. Bôn lôi chảm điện. Một kiếm đã đủ để chấn thương kẻ mạnh cảnh giới âm dương tiểu thành bình thường. Bây giờ, 18 đạo bôn lôi chảm điện, tung hoành ngang dọc, khuấy động trời đất, thanh uy kia rung chấn biết bao. Kiếm quang kia lấp lánh chói mắt, kiếm mang bá khí của thiếu niên bao trùm khắp cả một vùng trời đất. Quảng trường thiên lăng rộng lớn dưới sự khuấy động của kiếm mang trở nên chao đảo, mặt đất rung chuyển, rất nhiều võ giả có tu vi thấp kém đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo, đứng không vững. Uỳnh, ầm, ầm. Thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, kiếm mang như ánh sáng thiêu đốt của vầng mặt trời, dường như đối mặt với biển khơi mênh mông mà tạo nên vô số con sóng bạc đầu khổng lồ. Táng hoa kiếm chói lọi, sóng lòng dâng trào, tấm lòng hướng về kiếm mặc ý tung hoành. Phụt. Có âm thanh chân nguyên vỡ nát vang lên, ba người Tần Tử Lạc nhào người bay lên không trung còn chưa kịp đánh đến bên cạnh Lâm Nhất đã trúng mỗi người 6 kiếm. Lập tức máu tươi phun trào làm đỏ cả mắt tất cả mọi người, tiếng kêu thảm thiết vang mãi bên tai. Ba người rơi xuống đất, khắp người từ trên xuống dưới đều là vết kiếm cắt vô cùng đáng sợ, chẳng chịt đan xen. Nội giáp trên người đối mặt với táng hoa sắc bén hầu như không hề có bất kỳ tác dụng nào. Không lâu sau, máu tươi chảy thành dòng, đọng lại trên mặt sàn màu trắng của quảng trường thiên lăng, một mùi máu tanh nồng tràn ra. Mấy người gào lên đau đớn, khiến người nghe run sợ, lông tóc dựng đứng. Đáng sợ quá đi. Nhìn thấy cảnh này mặt ai nấy đều biến sắc, quả thực là không nỡ nhìn, quá thê thảm. Đủ rồi. Đúng vào lúc này, một tiếng quát phẫn nộ vang lên như tiếng sấm rền, có sát ý xung thiên càn quét đến. Tất cả mọi người đều ngây thuẫn ra, trái tim như ngừng đập, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố. Tu vi đáng sợ quá, chỉ là một tiếng quát phẫn nộ lại có thể khiến mọi người ở đây phải kinh hãi như thế. Ai?
Mọi người lần theo âm thanh nhìn qua, mặt thoáng biến sắc, là Hướng Thiên Hà. Yêu nghiệt nội bảng của thành Thiên Lăng, Hướng Thiên Hà xếp hạng thứ 48, hắn ta đứng ở bên cạnh Khinh Nhược U, sắc mặt xa sầm đến mức không thể đen hơn được nữa. Hắn ta, cuối cùng phải ra tay rồi. Bây giờ, ngoài hắn ta ra dường như đã không có người nào có thể trấn áp được Lâm Nhất nữa rồi. Cũng may, mọi người thầm nhủ trong lòng, còn may có Hướng Thiên Hà ở đây. Nếu không hôm nay sĩ diện của thành Thiên Lăng đã mất sạch trước mặt Lâm Nhất rồi. Hướng Thiên Hà vươn tay nắm chặt một thanh trường thương, thần sắc lạnh lùng, giọng nói băng lạnh, tuổi còn nhỏ mà lại hung hãn tàn bạo đến vậy, hôm nay cho dù điện hạ U Nhược không cho phép. Ta cũng phải dạy dỗ ngươi một lần, đừng cho rằng thành Thiên Lăng này không có người. Khí phá thiên hà. Chỉ thấy Hướng Thiên Hà phẫn nộ quát một tiếng, trận nhãn nóng bỏng ào ạt như vầng mặt trời ban trưa trên người hắn ta ngưng tu thành một luồng khí. Một luồng khí màu vàng kim sáng lóng lánh cuốn quanh thanh trường thương, sau đó phá không tấn công qua như thể muốn phá nát cả sơn hà. Mạnh quá! Trong lòng mọi người thầm run lên, đều hít sâu một hơi sợ hãi. Quả nhiên yêu nghiệt nội bảng chính là yêu nghiệt nội bảng. Một thương này, thanh uy kia nhìn có vẻ như không khác gì lắm với những nhân tài kia, nhưng ý cảnh thì lại khác như một trời một vực. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, không dám lơ là, y sam phồng lên, tay nắm chặt kiếm bật người lên không trung đón đầu. Trần Quang kiếm pháp, hoa mọc từ chốn nào? Keng! Khí có thể phá thiên hà, cùng đóa tường vi rực rỡ nơi đầu mũi kiếm va mạnh vào nhau. Nơi mà kiếm thương va chạm như có ánh mặt trời vụt sáng, khuấy động ra không biết bao nhiêu quang mang. Chặn được rồi. Mọi người biến sắc, rõ ràng là không ngờ được, Lâm Nhất chỉ dùng một kiếm đã chặn lại được. Khí thế hùng tráng lấp cả sơn hà. Đáy mắt Hướng Thiên Hà thoáng qua vẻ tàn nhẫn, cổ tay khẽ rung, lại mạnh mẽ đâu ra một thương nữa. Ta đến từ nơi nào? Lâm Nhất không hề yếu thế. Cơ thể mờ ảo như xương, một kiếm vững vàng chặn lại trường thương của đối phương. Khí thế nuốt chửng núi sông. Hướng Thiên Hà thình lình nổi khùng, trường thương giữ tợn tựa như rồng rắn, khí thế múa thương như muốn nuốt chửng cả núi sông, xé toạc Lâm Nhất. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Nhưng Lâm Nhất lại chẳng hoảng chẳng rối, Táng Hoa kiếm lúc thì múa vòng quanh núi, hóa thành kiếm thế giạt rào, lúc lại nhẹ bẫng linh hoạt như lá xanh. Giữa động và tĩnh, chỉ dựa vào ý cảnh siêu việt đã âm thầm hóa giải được một thương khủng khiếp này. Keng, keng, keng. Chỉ trong chớp mắt, hai người ở giữa không trung giao đấu hết ba chiêu, ngoài sức tưởng tượng của mọi người là, hai người này ngang tài ngang sức, chẳng ai kém ai. Chết! Sau ba chiêu, hai người ở giữa không trung bật người bay ra, Hướng Thiên Hà phi ngang xoay tròn, trường thương trong tay xoay theo, bị ném mạnh ra ngoài. Uỳnh. Phong mang sắc bén nơi đầu mũi thương xuyên ngang qua không khí đâm thẳng về phía lồng ngực của Lâm Nhất, nơi mà nó đi qua vang lên âm thanh xé gió như tiếng sấm. Đi. Lâm Nhất dũng cảm đối đầu, lật tay vung lên, dưới sự khống chế của tiên thiên kiếm ý. Táng Hoa tựa như một tia điện màu bạc, lóe lên kinh hồng, lao thẳng về phía mi tâm của đối phương. Một đòn này của hai người đều vô cùng hiểm ác. Mỗi người đều thi triển thân pháp đến mức giới hạn, tránh được binh đao mà đối phương đâm đến. Trường toái sơn hà, phong loan như tụ. Ngay khi vừa tránh ra, Hướng Thiên Hà ỷ vào ưu thế về tu vi, xung phong tấn công, tung một trường ấn. Một ngày nào đó gió sẽ nổi, bay lên đến tận 9 tầng mây. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, hắn phất tay lên, một luồng gió lớn mạnh mẽ đỡ lấy. Phong khởi cửu thiên. Vân túy bát phương. Bùm. Hai tia trưởng mang va vào nhau giữa không trung, gió lớn lập tức nổi lên, núi rung chuyển, sông chảy cuồn cuộn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, cả hai người đều lùi nhanh lại hơn mấy trăm mét, sau đó ngã xuống đất. Hô. Lâm Nhất vỗ xuống mặt đất, giữ thăng bằng chậm rãi đứng dậy, lau máu trên khóe miệng, nhìn đối phương, cười nhẹ, yêu nghiệt bảng trong cũng chỉ có vậy thôi. Hướng Thiên Hà lập tức sầm mặt, khí huyết trong cơ thể sôi trào, tuy chưa bị thương nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một lát sau, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc là ai?
không chỉ Hướng Thiên Hà, trong lòng đám người đã tránh ra xa cũng tràn đầy nghi vấn, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Áo xanh phất phới, mái tóc dài bay tán loạn, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú của Lâm Nhất vô cùng rạng ngời, hắn khẽ nhướng mày, lạnh nhạt đáp, kẻ hèn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lăng Tiêu Kiếm Các ở Đại Tần, công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Câu trả lời của Lâm Nhất không thay đổi, vẫn là Đại Tần, vẫn là Lăng Tiêu Kiếm Các, chỉ thêm một danh hiệu công tử Táng Hoa. Tất cả mọi người ở đây đều nghi hoặc, khó có thể tin được, có thật là yêu nghiệt giết nhân tài kiệt xuất của Thành Thiên Lăng không chừa manh giáp này đến từ Đại Tần không? Đế quốc Đại Tần không phải không có tiếng tăm ở cổ vực Nam Hoa, ít nhiều cũng khá nổi tiếng, nhưng ở trong mắt mọi người chỉ là một nơi nhỏ bé, gần như có thể bỏ qua. Phải biết rằng võ giả ở Thành Thiên Lăng còn không để nhân tài kiệt xuất của Thành U Châu vào mắt, sao có thể chú ý đến đế quốc Đại Tần. Nhưng một thiếu niên đến từ đế quốc Đại Tần lại chém giết các nhân tài kiệt xuất hoang tưởng tự đại, cao cao tại thượng của Thành Thiên Lăng. Thậm chí ngay cả yêu nghiệt bảng trong Hướng Thiên Hà đối đầu với hắn cũng chỉ ngang sức ngang tài, cuối cùng nhờ vào tu vi tung một trưởng mới gắng gượng giành được một chút ưu thế, nhưng rõ ràng dáng vẻ của thiếu niên kia vẫn bình thường, một vết thương nhẹ cũng không có. Hướng Thiên Hà không thể chấp nhận được kết quả này, tất nhiên các võ giả địa phương ở Thành Thiên Lăng càng không thể chấp nhận được. Một yêu nghiệt bảng trong đối đầu với một nhân tài kiệt xuất của Đại Tần, ngay cả áp đảo còn không làm được thì có còn chuyện nào thất bại hơn chuyện này không? Tiểu tử này nhìn thế nào cũng không giống như là đến từ đế quốc Đại Tần. Lăng Tiêu Kiếm Các, một tông môn chưa nghe nói bao giờ, rốt cuộc tiểu tử này xuất hiện từ đâu thế? Ngoại trừ thất đại tân tú của Thành Thiên Lăng, xem ra không ai có thể trấn áp hắn. Đã bốn chiêu rồi mà Hướng Thiên Hà không thể đánh bại hắn, chắc hắn ta không còn mặt mũi ra tay nữa đâu. Hai, lần này mất hết thể diện rồi. Các võ giả địa phương ở Thành Thiên Lăng đều buồn bực than thở. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Dương Phàm và Quách Húc tỏ ra kích động và phấn khích. Mặc dù họ biết thực lực của Lâm Nhất chắc chắn không chỉ như những gì nhìn thấy trong buổi tụ hội, nhưng có lẽ dù cho bị đánh vỡ đầu, họ cũng không ngờ Lâm Nhất lại có thể đối đầu với yêu nghiệt bảng trong. Ông chủ Lạc, rốt cuộc buổi đấu giá này do ông, đám nhân tài kiệt xuất của thế gia Thành Thiên Lăng này hay là Khuynh Nhược U quyết định thế? Nếu như không kết thúc thì ta không thể mang thần thạch tử diệu đi sao? Ông cho Lâm Mỗ ta đây một lời xác định đi, nếu buổi đấu giá này thật sự là một trò cười thì ta không lấy thần thạch tử diệu này cũng được. Lâm Nhất thật sự cảm thấy rất phiền, một hai người thì cũng thôi, thế mà còn ra tay luân phiên. Cả đám người này đều không phá giá giới hạn. Những người ra tay với hắn, ngoại trừ Dương Bằng Phi đầu tiên, tất cả những kẻ được gọi là nhân tài kiệt xuất còn lại đều không lấy ra nổi 80 vạn linh ngọc tam phẩm. Trên bục cao, Lạc Du sờ râu, cười đáp, ha ha, buổi đấu giá này không phải do Lạc Mỗ quyết định, cũng không phải do U Nhược Điện Hạ quyết định, mà là do quy định quyết định. Khi nhắc tới hai chữ quy định, vẻ mặt ông ta tối sầm lại một cách rõ rệt, ông ta cười khẩy, ta tin rằng số linh ngọc mà những người ra tay với ngươi trước đó dùng để phá giá giới hạn đều sẽ đền bù cho Lạc Mỗ. Còn viên thần thạch tử diệu này, nếu đã không có ai thắng ngươi thì bây giờ nó sẽ thuộc về ngươi, ít nhất thì trong buổi đấu giá này sẽ không có ai mang đi được. Ông ta vừa dứt lời, vẻ mặt của đám người tứ đại gia tộc Thành Thiên Lăng đều trở nên vô cùng khó coi. Trong cuộc tranh chấp lần này, họ không chỉ không thu được chút lợi ích gì, mất hết thể diện, mà tự dưng còn phải bồi thường một lượng linh ngọc tam phẩm kếch xù như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt độc ác đổ dồn vào Lâm Nhất, hận đến mức cắn răng nghiến lợi. Nhưng điều khiến người ngoài kinh ngạc đó là trong tình huống viên thần thạch tử diệu này đã bị Khuynh Nhược U nhìn trúng, thế mà Lâm Nhất vẫn cướp về được. Khuynh Nhược U là yêu nghiệt xếp hạng 31 bảng trong, mỹ mạo và khí chất đều đứng đầu nam vực. Nổi bật khiến người ta không dám nhìn thẳng, thanh danh vang dội hầu như không ai không biết. Nhưng nàng ta lại thua trong tay Lâm Nhất, đây là một kết quả không ai ngờ tới. Một tia sáng lạnh xẹt qua trong đôi mắt đẹp của Khuynh Nhược U, nàng ta nhìn về phía Lâm Nhất, cảm xúc ở nơi sâu trong lòng dao động mãnh liệt. Nàng ta im lặng một lúc lâu, đến khi dường như đã quyết định điều gì đó mới lên tiếng, thứ này thuộc về ngươi, ta không có ý kiến.
nhưng nếu ngươi có thể nhường lại cho ta, bất luận là công pháp, bảo binh, giáp trong, đan dược, ngươi muốn gì ta đều có thể tìm cho ngươi. Ngoài ra, Khuynh Nhược U ta có thể đồng ý với ngươi một điều kiện trong phạm vi năng lực của ta. U Nhược. Hướng Thiên Hà ở bên cạnh kinh hãi, vội vàng lên tiếng, muốn ngăn cản. Khuynh Nhược U trừng mắt nhìn hắn ta, Hướng Thiên Hà đành phải cúi đầu, chỉ là trong lòng cực kỳ khó chịu, vô cùng giận dữ. Đây vốn là một cơ hội rất tốt, lẽ ra điều kiện này phải do Khuynh Nhược U hứa cho hắn ta mới đúng, nhưng bây giờ nó lại thuộc về Lâm Nhất, điều này khiến hắn ta làm sao chấp nhận được. Tiểu tử này may mắn quá, không ngờ U Nhược Điện Hạ lại sẵn sàng dùng một điều kiện để đổi lấy viên thần thạch tử diệu này. Nếu là ta sẽ yêu cầu U Nhược Điện Hạ đi uống rượu ngon, ngồi trên lầu cao ngắm trăng với ta. Nhân vật cấp bậc như Tam Vương Thất Anh còn khó có thể thuyết phục được Khuynh Nhược U Điện Hạ, không ngờ hôm nay ngài ấy lại đồng ý một điều kiện của Lâm Nhất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chậc chậc. Hiện trường trở nên ồn ào, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, chợt, có rất nhiều ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía Lâm Nhất. Vẻ mặt Lâm Nhất có hơi ngơ ngác, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy đối phương vẫn giữ thái độ lạnh lùng và cao ngạo như trước. Đồng thời, ánh mắt khi nhìn hắn vẫn mang theo một chút chán ghét mặc dù đã được che giấu rất kỹ lưỡng. Vẻ cao cao tại thượng kia cứ như đã nhượng bộ rất nhiều và chắc chắn rằng hắn sẽ đáp ứng. Thú vị thật! Lần đầu gặp mặt, nàng ta đã tỏ thái độ coi trời bằng vung, rõ ràng là muốn Lâm Nhất gia nhập Tử Nguyệt Động Thiên, nhưng lại muốn ép hắn phải quỳ xuống cầu xin. Ngày hôm nay còn quá đáng hơn, một câu ngươi không xứng có bao nhiêu chói tai. Giờ thì chỉ hơi cúi đầu, thậm chí một cái cúi đầu đàng hoàng còn không có, có chăng chỉ là một lời hứa hẹn mơ hồ, mà đã muốn Lâm Nhất thuần phục như mấy tên yêu nghiệt khác, ngoan ngoãn giao ra thần thạch tử diệu. Người này, hình như có hơi ngây thơ quá rồi. Lại nói, đối với Lâm Nhất thì vật đó có giá trị rất quan trọng. Ngại quá, ta từ chối. Lâm Nhất gần như không chút do dự, lập tức đưa ra quyết định khiến mọi người trở tay không kịp. Khuynh Nhược U cũng nghịch mặt ra mà nhìn hắn. Từ chối. Từ trước đến nay, nàng ta rất ít khi cúi đầu, chớ nói chi là hứa hẹn điều gì đó với người khác. Khó khăn lắm Khuynh Nhược U mới thuyết phục được bản thân, vậy mà lại đụng nhầm cây đinh Lâm Nhất. Khuynh Nhược U là một mỹ nhân tuyệt sắc, không riêng khí chất bên ngoài, mà thực lực của nàng ta cũng khiến người khác kính nể không thôi. Chưa một ai dám từ chối nàng ta một cách quyết đoán như thế, hơn nữa còn là loại từ chối không chừa đường lui kiểu này. Bốp, bốp, tát thẳng vào mặt một cách dứt khoát và lưu loát. Hướng Thiên Hà há hốc mồm mà nhìn, hắn ta không dám tin Lâm Nhất lại làm ra chuyện thế này. Đó là lời hứa của Khuynh Nhược U đấy, vậy mà tên nhóc này lại từ chối, hắn, rốt cuộc trong đầu hắn chứa cái gì vậy? Thứ mà hắn ta cầu còn không được, vậy mà Lâm Nhất lại thờ ơ, không chút do dự đã thẳng thừng từ chối. Nói xong, Lâm Nhất cũng chẳng để tâm đến thái độ kinh ngạc của người xung quanh, hắn cứ thế xoay người rời đi. Hắn không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Lâm Nhất, ta mong ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta không dễ dàng hứa hẹn điều này với ai đâu. Khuynh Nhược U mở miệng lần nữa, quả thật nàng ta có chấp niệm với khối thần thạch tử diệu này, đồng thời, nàng ta cũng không cam lòng và không tin sẽ có người thật sự từ chối điều kiện do mình đưa ra. Thứ mà ta yêu, không gì đánh đổi được. Lâm Nhất không hề quay đầu lại mà nhanh chân rời khỏi đó. Đừng nói có ý quay đầu. Ngay cả việc dừng lại mà hắn cũng không có. Khuynh Nhược U khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Bất giác, trong lòng nàng ta có một luồng sát ý bùng lên. Tên này đúng là không biết trời cao đất rộng. Đợi Lâm Nhất đi khỏi, hội đấu giá lại tiếp tục. Tuy nói có không ít bảo vật xuất hiện, nhưng rõ ràng là bầu không khí tại hiện trường đã hạ nhiệt, hoàn toàn mất đi sự hào hứng như trước. Mọi người liên tục bàn tán về trận sóng gió vừa rồi. Sóng gió bực này quả thật đáng kinh ngạc, e là không đến nửa ngày, chuyện sẽ được lan truyền khắp thành Thiên Lăng. Cùng với đó, danh tiếng của công tử Táng Hoa không muốn nổi cũng phải nổi. Đành vậy, bởi vì việc này thật sự quá chấn động. Hai nhân tài có vị thế trong thành Thiên Lăng là Dương Bằng Phi, Trần Hùng đều lần lượt quỳ trước mặt Lâm Nhất,
run rẩy, hoảng sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Còn đám nhân tài kiệt xuất còn lại thì thê thảm không thôi, thảm đến mức khiến người ta đau lòng. Ngày hôm nay, tứ đại thế gia thành Kim Lăng gồm họ Tần, họ Cổ, họ Kim, họ Trần và Tiêu Vân Tông đã không ít lần bị giẫm dưới chân. Mỗi một người đều là nhân tài kiệt xuất, kiêu ngạo, hống hách không thôi, nhưng tất cả đều bị thiếu niên hung hăng giẫm đạp, hành hạ đến mức thương tích đầy mình. Dù Hướng Thiên Hà ra tay cũng không mài mòn được nhuệ khí của thiếu niên, ngược lại càng làm nổi bật phong thái của hắn. Nhưng chuyện khiến người ta say sưa bàn tán chính là Khuynh Nhược U, có thể nói là nữ tử sáng chói nhất Nam Vực, đã nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn không đổi được một chút quan tâm của thiếu niên. Trái lại, hắn còn lạnh lùng từ chối nàng ta. Một câu, thứ mà ta yêu, không gì đánh đổi được. Dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai mọi người, khiến đầu bọn họ ông ông. Rất nhiều người suy đoán rằng lời này có một tầng ý nghĩa khác. Thứ mà ta yêu ở đây không phải thần thạch tử diệu mà chính là người trong lòng thiếu niên. Dù sao thì rõ ràng là thần thạch tử diệu chỉ là thứ vô dụng với Lâm Nhất, hắn không cần phải cố sức tranh giành nó. Điều khiến hắn cố chấp như vậy có lẽ là vì người hắn yêu có dung mạo còn xinh đẹp hơn cả Khuynh Nhược U, bằng không thì khó mà giải thích được vì sao hắn lại kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, kết luận này lại nhanh chóng đưa đến những tiếng xì mũi coi thường. Ở cổ vực Nam Hoa, người có dung nhan có thể so sánh với Khuynh Nhược U phải nói là cực kỳ hiếm thấy, chẳng khác nào lông phượng sừng lân. Đấy chỉ là so sánh thôi, còn vượt trội hơn thì ít có khả năng tồn tại. Huống chi, Khuynh Nhược U không chỉ có vẻ ngoài, mà khí chất cùng với thiên phú võ học của nàng ta cũng đủ khiến mọi người phải ngước nhìn. Quảng trường Thiên Lăng, trên một mái hiên cao chót vót ở cách đó cực xa. Một hòa thượng điển trai đang nằm phơi nắng, hắn ta vừa hớp từng ngụm rượu, vừa cười híp mắt nói, đúng là trò hay, tên nhóc này đi đến đâu cũng gây chú ý cả, một mình một cõi, hề hề, không hổ là bạn của Lưu Thương ta. Trong lúc nói chuyện, hắn ta lén liếc mắt nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại tựa như bậc đế vương đang ẩn mình trong chỗ tối. Rồi bất giác, hắn ta ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi nữ tử. Nữ tử y hệt đế vương trước mắt hắn ta đang nở một nụ cười vui sướng, nụ cười kia dường như có thể hòa tan băng tuyết, khiến vạn vật sống lại. Việc này, hòa thượng điển trai cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ta không nhìn lầm đó chứ. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới thu lại ánh mắt rồi nở một nụ cười chua chát. Tuy nhiên, chua chát thì chua chát, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì nha đầu kia cười rộ lên trông đẹp thật. Cái gọi là nụ cười khuynh thành chắc có lẽ không hơn gì thế này. Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nàng cười, nếu không phải nụ cười này thì có lẽ hắn ta đã quên mất nha đầu trước mắt vẫn còn rất trẻ. Có được giai nhân bực này, sao Lâm Nhất lại để tâm đến Khuynh Nhược U kia được? Nàng ta có thể so được một phần vạn của Tô Hàm Nguyệt sao? Đám người này đúng là ngây thơ, Lưu Thương nhấp một ngụm rượu, ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm nói. Ngay khi rời khỏi quảng trường, Lâm Nhất lập tức cảm giác được có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo hắn. Cao thủ có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đừng nói một ánh mắt, dù chỉ là một chút sát ý thì cũng có thể cảm nhận được. Người nắm giữ kiếm ý càng có giác quan nhạy cảm hơn người thường, nên đương nhiên là hắn biết rõ những ánh mắt kia. Xem ra chuyện hôm nay khó mà hòa giải được. Ngoài ra, còn có một vài ánh mắt rất kỳ quái. Lâm Nhất cảm thấy có hơi nghi hoặc. Bèn quay đầu nhìn. Đó là một cái mái hiên cao vút, nhưng nó ở quá xa, nên hắn chỉ có thể thoáng thấy bóng mờ mà thôi. Lâm Nhất rơi vào trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại thì thành Thiên Lăng vốn là nơi ngọa hổ tàng long, thế nên có một số cao thủ âm thầm theo dõi hắn cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Nếu đã không thấy rõ thì chỉ có thể tự trấn an bản thân mà thôi. Trên đường cái, Lâm Nhất gọi ngựa huyết long. Rồi cả hai nhanh chóng quay về chỗ ở của hắn. Dù đang ở trong đám đông nhưng tốc độ của ngựa huyết long khá nhanh và linh hoạt, chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã bỏ lại đám người bám đuôi kia. Tuy nhiên, Lâm Nhất hiện đang ở trong thành Thiên Lăng, việc đám nhân tài kiệt xuất của các thế gia kia biết được chỗ ở của hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lâm Nhất không nghĩ nhiều, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Hắn có roi tử diễm lôi hoàng. Hắn có ngựa huyết long,
muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi, bất quá chỉ hơi phiền một chút. Về đến nơi ở, Lâm Nhất hấp một ngụm trà rồi nhanh chân đi đến cạnh linh hồ, chuẩn bị tu luyện. Xưa nay hắn vẫn luôn như vậy, rất ít khi lãng phí thời gian. Vỗ nhẹ lên túi trữ vật một cái, ngay lập tức, một cái hộp nặng nề xuất hiện. Soạt. Khi nắp hộp được mở ra, phút chốc có 10 luồng lôi quang chói mắt tụ lại thành một khối, phát ra ánh sáng lấp lánh. Mặt hồ tĩnh lặng như được bao phủ bởi hào quang, phản chiếu đủ màu đủ sắc, không khác gì một khối bảo thạch ngậm nước, lóe lên ánh sáng xanh mướt và trong trẻo. Ngũ nhuệ lôi tinh. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ phấn khích, giá trị của một viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm như thế này không hề thua kém yêu đan của Ngân Điện Ma Điêu, thậm chí còn vượt trội hơn. Huống chi là sở hữu 10 viên cùng một lúc. Ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không cần phải lo lắng Thương Long Cửu Biến không có đủ tài nguyên để sử dụng. Lại nói, Thương Long Cửu Biến này cần lượng tài nguyên tu luyện thật sự khủng bố, chỉ mới là tầng thứ 3 thôi mà đã phải luyện hóa một giọt máu rồng, một viên yêu đan của yêu thú cấp bá chủ, và huyền lôi châu khá quý hiếm. Cũng may là công pháp này quả thật rất mạnh, mang đến cải thiện đáng kể cho thân thể. Có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung. Từ trước đến nay, kiếm đạo của kiếm khách luôn là dũng cảm tiến lên phía trước, bộc lộ tài năng. Kiếm ý rất sắc bén, đả thương địch thủ 1000, tuy tự tổn hại không đến 800, nhưng 300 thì vẫn có. Nếu không có thân thể mạnh mẽ và kiếm chiêu khủng bố thì không thể nào tùy ý thi triển được. Ví dụ như hiện tại, chỉ một ý niệm của hắn đã có thể chém ra 18 chiêu bôn lôi chảm điện. Trước kia, hắn chưa từng dám nghĩ đến điều này. Xem có thể một hơi tu luyện Thương Long Cửu Biến đến tầng thứ 4, đạt đến cảnh giới biến thứ 3 hay không. Lâm Nhất lấy ra một viên ngũ nhuệ lôi tinh rồi ngồi khoanh chân bên bờ hồ, bắt đầu luyện hóa. Không lâu sau khi hội đấu giá kết thúc. Trong phủ của Hướng Thiên Hà, tại một cái cung điện cao vút, ẩn mình trong tầng mây, tất cả các nhân tài kiệt xuất có tham gia hội đấu giá đều tề tụ về đây. Đã tra ra chưa, sắc mặt Trần Hùng tối sầm, lạnh lùng hỏi tên người hầu ở đối diện. Tên kia chắp tay đáp, tên nhóc kia có một con ngựa huyết long, chỉ trong phút chốc đã cắt đuôi chúng ta, phải tốn rất nhiều công sức mới tra ra được. Vẫn còn trong thành à. Hai mắt Trần Hùng tỏa sáng, đám nhân tài kiệt xuất còn lại như Cổ Vân Phi, Kim Lăng cũng không khác gì hắn ta. Thành Thiên Lăng vốn là địa bàn của bọn họ. Vậy mà tên nhóc kia còn không rời đi, đúng là muốn chết. Vâng, đang ở Lạc Thủy Cư. Người hầu cẩn thận đáp. Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt đám người Trần Hùng liền thay đổi. Ngay cả Hướng Thiên Hà đang ngồi ở vị trí trung tâm cũng nhíu mày. Lạc Thủy Cư không phải một tòa nhà đơn lập, mà nó là một khu nhà. Nơi đó chiếm diện tích cực lớn, bất kể là tòa nhà nào cũng có linh hồ cấp bậc rất cao. Trong mỗi một sân đều có bố trí linh trận, thường thì võ giả muốn xông loạn vào đó chỉ có một chữ chết. Trên thực tế, dù không có những điều cấm kỵ kia thì đám nhân tài kiệt xuất của các thế gia cũng không dám xông vào. Bởi vì bọn họ không dám chọc chủ nhân của Lạc Thủy Cư. Tên nhóc này giàu thật. Tần Tử Lạc, nhân tài kiệt xuất của Tần gia, bĩu môi, oán hận nói. Hắn ta bị trúng 6 chiêu bôn lôi chảm điện. May nhờ có tu vi vững chắc cùng nội giáp bảo vệ nên mới miễn cưỡng thoát chết. Nhưng sau khi bị đánh trọng thương, mặc dù đã sử dụng đan dược, sắc mặt hắn ta vẫn tái nhợt như trước. Tia sáng lạnh vụt qua trong mắt Trần Hùng, một lát sau, sắc mặt hắn ta lộ vẻ âm u, trầm giọng nói, giờ cứ phái người theo dõi trước, chuẩn bị bí bảo thật tốt, chỉ cần hắn xuất hiện thì lập tức bao vây hắn. Chúng ta giết hắn bên ngoài, chủ nhân của Lạc Thủy Cư sẽ không can thiệp đâu. Khi nhắc đến chủ nhân của Lạc Thủy Cư, nhân tài kiệt xuất của Trần gia cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Trong truyền thuyết, vị đại nhân kia là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, ngay cả bá chủ như Tử Nguyệt Động Thiên mà cũng phải kiêng nể. Không một ai dám giết người tại địa bàn của người đó, nhưng nếu rời khỏi đó thì lại khác. Có cần báo lại cho trưởng bối trong tộc không? Tần Tử Lạc có hơi chột dạ, bèn thấp giọng hỏi. Trước ngày hôm nay, chắc chắn hắn ta sẽ không nói những chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy chiến lực đáng sợ của Lâm Nhất trong hội đấu giá, hắn ta không thể không cẩn thận.
Những lời này của Tần Tử Lạc khiến một vài nhân tài kiệt xuất lộ vẻ ưu tư. Trần Hùng thản nhiên nói, tạm thời không cần, việc này do chúng ta gây ra, vẫn nên cố hết sức không làm kinh động đến bọn họ thì hơn. Huống hồ, chẳng phải đã có Hướng huynh ở đây sao? Khoan nói đến việc mất mặt trong trận sóng gió tại hội đấu giá, chỉ riêng số lượng linh ngọc khổng lồ kia cũng đủ khiến đám người này không thể ngẩng cao đầu trong tộc được. Nếu còn làm kinh động đến các vị trưởng bối trong tộc thì chẳng khác nào bản thân quá vô dụng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì bọn họ cũng không muốn đi một bước này. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Hướng Thiên Hà bình tĩnh nói, nhìn tình huống khi ta đấu với hắn thì e là người này còn có át chủ bài, ta có thể thắng hắn nhưng chưa chắc giữ được hắn. Tuy nhiên, nếu các vị đã bằng lòng sử dụng bí bảo thì Hướng Mỗ cũng có phần nắm chắc. Bí bảo không giống với bảo khí bình thường, chúng có hạn chế về tuổi thọ, mỗi một lần thi triển đều hao tổn. Đó là lý do bí bảo luôn được giấu kín. Nghe vậy, Trần Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, cứ quyết định vậy đi, ta cũng không tin hắn sẽ ở lại Lạc Thủy Cư cả đời, hừ. 7 ngày sau, Lạc Thủy Cư, trong sân của Lâm Nhất. Bên bờ Linh Hồ, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, toàn thân tắm trong ánh chớp chói lóa. Sau lưng hắn còn có một mảng sấm sét vô cùng mênh mông dồi dào. Trong mảng sấm sét ấy mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề. Dường như là khí tức thương long cổ xưa đang ngủ say trong đó, đợi được gọi dậy. Ầm ầm. Lâm Nhất trong lúc hô hấp và khí tức cổ xưa này không hẹn mà gặp. Mây đen đầy trời tùy theo nhịp thở của thiếu niên không ngừng quay cuồng, tiếng sấm nặng nề không dừng lại một khắc nào. Mặt hồ như gương ở phía trước đã sớm bị ánh chớp nhuộm thành màu tím thuần túy, giống như một viên hổ phách xinh đẹp khảm vào đất trời bao la. Trong ánh chớp rực rỡ, Lâm Nhất để trần thân trên, dưới làn da căng bóng ẩn chứa sức mạnh mang tính bùng nổ. Vừa nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn, đường nét rõ ràng, chứa đầy sức mạnh mang lại mỹ cảm. Nhìn kỹ sẽ thấy lôi văn dữ tợn trên người hắn, từ 30 đường lúc trước tăng vọt lên 45 đường. Trong lúc lôi văn dữ tợn chuyển động khiến cơ thể Lâm Nhất dâng lên uy áp đáng sợ, giống như một con long thú hung hãn. Khí huyết tràn trề, hùng hậu như biển. Ngừng động như vực sâu. Trong lúc tim đập thình thịch, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Lâm Nhất bỗng mở hai mắt ra, tia sáng lóe lên trong mắt, các loại dị tượng xung quanh biến mất. Hồ nước ở phía trước sôi trào, hội tụ về phía tâm hồ. Một lúc lâu sau, một cột nước vô cùng cao to vọt thẳng lên trời. Ầm. Cột nước đang cao xông thẳng lên tầng mây, giống như một thanh lợi kiếm tắm trong ánh chớp, phá tan mây đen mênh mông vô tận. Bầu trời đột nhiên trở nên xanh trong, vô số ánh mặt trời chiếu xuống nửa thân trên để trần của thiếu niên. Nhất thời, trên người thiếu niên hiện rõ nét đẹp dương cương, phấn chấn mạnh mẽ. 2 ngày trước đã có 45 đường lôi văn, lại luyện hóa thêm 3 viên ngũ nhuệ lôi tinh mà không hề có động tĩnh gì, xem ra vấn đề không nằm ở đây. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh thương long đang di chuyển, sức lực khủng khiếp chứa trong cơ thể mình. 45 đường lôi văn, nói cách khác, sức mạnh thương long cổ xưa đã đạt tới 45 đỉnh đáng kinh ngạc. Một quyền đánh ra, có lôi văn gia trì thì sẽ là 40-50 lôi âm chồng lên nhau. Chưa nói đến uy lực, chỉ riêng sóng âm như vậy cũng đủ để chấn chết rất nhiều người. Nhưng Lâm Nhất vẫn nhíu mày, không có vẻ gì vui mừng. Nguyên nhân không phải gì khác. Thương long cửu biến mắc kẹt ở tầng 3 đỉnh phong. Luyện hóa tròn 4 viên ngũ nhuệ lôi tinh cũng không thể tiến thêm, thậm chí suýt chút nữa là bị nội thương. Mình xem lại xem. Lâm Nhất lấy cổ giản ra dán lên giữa trán, đọc lại thần quyết luyện thể khá nổi tiếng thời kỳ thượng cổ một lần nữa. Những thông tin bao la như nước sông truyền vào đầu, phức tạp hỗn loạn, dưới sự quay tơ bóc kén vẫn chứa đầy sự huyền ảo. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mở mắt ra lần nữa, trong mắt lóe lên tia sáng. Máu rồng. Hắn khẽ giọng lẩm bẩm, thốt ra 2 chữ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thương long cửu biến gặp 3 lần ngộ kiếp, mỗi một kiếp đều cần phải có máu rồng mới có thể vượt qua. Kiếp số có sự hung hiểm của nó, nhưng một khi vượt qua thì sẽ mang lại sự thay đổi trước nay chưa từng có. Nghĩ đến lần đầu tiên hắn luyện hóa máu thương long vô cùng nguy hiểm, nhưng sau khi luyện hóa,
quả thật đã mang đến sự thay đổi vô cùng lớn. Rõ ràng nhất là ngưng kết ra được thương long ấn, giúp độ mạnh xác thịt của hắn tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ bảo hắn đi tìm máu rồng thì chắc chắn không hiện thực. Nhưng trong ngọc giản cũng có nói nếu không có máu rồng thì có thể dùng yêu thú có chứa máu rồng thay thế. Yêu thú có chứa máu rồng. Huyết long mã chắc cũng tính nhỉ. Huyết mạch của rồng trong cơ thể nó không ngừng thức tỉnh, đã đạt đến trình độ khá kinh ngạc. Lâm Nhất sờ cằm, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lên tiếng gọi Tiểu Hồng. Cộc, cộc, cộc. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên, huyết long mã nghe tiếng gọi thì chạy nhanh như bay tới. Nó biết trên người Lâm Nhất có không ít bảo bối, mỗi lần gọi nó tới đều có nhiều lợi ích. Nó nhếch miệng cười đê tiện, lộ ra hai hàng răng cửa, vui vẻ chạy đến. Nào! Lâm Nhất mỉm cười ôn hòa, vẫy tay nói. Đợi huyết long mã đến gần, Lâm Nhất lấy đoạn kiếm băng luân từ trong túi trữ vật ra, nhỏ giọng bảo, đừng động đậy, ta lấy của ngươi chút máu. Huyết long mã lập tức sững sờ, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, la hét thảm thiết. Lâm Nhất lập tức co giật khóe miệng. Hắn còn chưa lấy kia mà, có cần diễn kịch tài tình vậy không? Huyết long mã lăn lộn một hồi, sau đó lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đáng thương nhìn Lâm Nhất. Một đôi mắt to như quả chuông đong đầy nước, có tơ máu lan tràn, nhìn bộ dạng đó, không biết còn tưởng là tiểu thư khuê các nào đó. Gò má Lâm Nhất hơi giật giật, trong lòng hết sức cạn lời, ngươi là một con ngựa, không phải một con mèo. Đi đi, đi đi. Cất đoạn kiếm băng luân đi, Lâm Nhất phất tay, thả nó đi. Vụt! Hay thật, huyết long mã lập tức bật dậy vô cùng nhanh nhẹn, làm bụi bặm bốc lên. Nó nhếch miệng cười ngu ngốc, lộ ra hai hàm răng cửa, chạy thiệt nhanh không còn bóng dáng. Diễn kịch giỏi lắm! Lâm Nhất âm thầm miệt thị một phen, không thể sử dụng máu của huyết long mã được, vẫn phải tìm cách khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lấy máu của Tiểu Hồng thật, Lâm Nhất cùng có chút không nỡ. Luyện hóa máu rồng phải lấy máu bản mệnh của yêu thú, nếu lấy hết thì chắc chắn không còn mạng. Cho dù để lại một chút, e rằng cũng sẽ đại thương nguyên khí, rớt cảnh giới. Chuyện này phải dò la ở thành Thiên Lăng một phen, ít nhất phải tìm hiểu rõ ở đâu có yêu thú mang máu rồng. Không nghĩ nhiều nữa, thân hình Lâm Nhất nhoáng lên, sau vài cái nhún người đã biến mất ở khoảng cách mấy nghìn mét. Chốc lát sau, hắn đã đẩy cửa ra ngoài. Lâm Nhất xuất hiện rồi. Đúng là ở trong đó thật, xem ra lời đồn là thật. Hắn vừa xuất hiện, trên đường phố đã có vô số ánh nhìn rơi lên người hắn, hiện rõ sự kinh ngạc. Mấy ngày qua, sóng gió hắn gây ra ở buổi đấu giá đã truyền khắp toàn thành, được bàn tán xôn xao, hầu như không ai không biết. Có người tiết lộ hành tung của hắn, lập tức dẫn đến một trận náo động. Hắn đánh cho nhân tài của bốn đại gia tộc bị thương, còn khiến phong tuần của Tiêu Vân Tông quỳ xuống chịu nhục, gây ra động tĩnh lớn như vậy mà còn dám ở lại trong thành, ngay lập tức khiến nhiều người chú ý. Gần như ngày nào cũng có rất nhiều người canh tại nơi này, muốn nhìn thấy diện mạo thật của Lâm Nhất. Vù! Không quan tâm đến mấy chuyện ồn ào đó, Lâm Nhất bước ra khỏi cửa. Nhưng chân vừa mới đặt xuống đất. Kiếm ý nhạy bén của hắn lập tức cảm nhận được vài luồng sát ý lạnh lẽo bao trùm lên người hắn. Hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng, trước mặt hắn đã xuất hiện một ông lão mặc áo đen, tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành. Sau lưng ông ta dẫn theo 7 người, đều mặc toàn đồ đen, vẻ mặt lạnh nhạt. Đám người này đúng là âm hồn không tan, 7 ngày qua đi rồi vẫn phái người giám sát mình. Lâm Nhất không quan tâm. Đội hình này vẫn không lọt vào mắt hắn. Ra tay. Ngay lúc Lâm Nhất chuẩn bị rời đi, đất trời bỗng rung chuyển, ông lão áo đen vẻ mặt dữ tợn, cười nhạt, hai tay kết ấn, 7 người phía sau phối hợp rất ăn ý, cũng bắt đầu kết ấn. A. À. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thật sự dám ra tay, đám người này không sợ chết à, trừ ông lão áo đen đó có thể miễn cưỡng tiếp được vài chiêu của mình. Những người còn lại ở trước mặt hắn thậm chí còn chẳng màng ra tay. Ầm ầm. Trong khi Lâm Nhất đang nghi ngờ, một luồng uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm quanh người Lâm Nhất. Không gian này giống như bị cầm tù,
gió cũng không thể thổi vào trong. Giữa bầu trời, một đốm đen rơi xuống, đốm đen không ngừng lan rộng trong con ngươi của mọi người. Đợi đến khi nó rơi xuống rồi mới nhìn rõ, đó là một chiếc chuông cổ, giống như lồng giam, từ trên trời giáng xuống, định nhốt Lâm Nhất ở trong đó. Là chuông huyền âm của Trần gia. Thủ đoạn ghê gớm thật, hàng thật của chuông huyền âm này nghe nói là ở bản gia trong thành Lôi Châu, bảy phân gia này có một món là hàng nhái lại. Nghe nói mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn tuổi thọ sử dụng của nó, bây giờ lại lấy ra dùng để đối phó Lâm Nhất. Chẳng trách bọn họ dám dùng đội hình này đối đầu với Lâm Nhất, hóa ra chỉ muốn nhốt hắn lại, đợi cao thủ chân chính đuổi đến mới giết hắn. Lâm Nhất không nên ra ngoài, lần này e rằng sắp tiêu rồi, chắc chắn sẽ bị nhốt lại. Một khi không thoát ra được thì sẽ chết chắc. Bọn họ nghĩ trăm phương nghìn kế, hao tận tâm tư, nhất định phải lấy bằng được mạng của Lâm Nhất đây mà. Chiếc chuông cổ ấy vừa xuất hiện, nhiều người có mắt nhìn nhận ra ngay đó là một món bí bảo mà Trần gia ở thành Thiên Lăng nắm giữ, lập tức dẫn đến một trận xáo động. Xem ra lời đồn là thật, thiếu niên này quả thật đã khiến nhân tài của các đại thế gia mất hết mặt mũi trong buổi đấu giá tử vong. Nếu không thì sao bọn họ lại đành lòng sử dụng bí bảo, nó dùng một lần là sẽ hao một lần đấy. Nháy mắt trước chuông huyền âm còn là một đốm đen nho nhỏ, nháy mắt sau đã giống như núi non đè xuống. Cơ thể Lâm Nhất hơi động đậy, cảm thấy vô cùng cứng nhắc. Đất trời này đã bị giam cầm hoàn toàn, dường như ngay cả không khí cũng đông cứng lại. Ở dưới chuông huyền âm mà còn dám manh động, thật ngây thơ. Ông lão áo đen vẻ mặt dữ tợn, không ngừng cười nhạt. Gào. Nhưng ông ta vừa dứt lời, cơ thể Lâm Nhất bỗng vang lên tiếng rồng kêu chấn động trời xanh, Thương Long nổi giận. Trong không khí xuất hiện một vết nứt màu đen, ngay sau đó là tiếng tan vỡ truyền đến, giống như băng lạnh nứt ra. Sức mạnh Thương Long thời xa xưa sao động trong cơ thể Lâm Nhất, tâm niệm khẽ động, hơn 30 đường Long Văn hội tụ trên tay phải hắn. Vù. Lúc chuông cổ sắp ụp xuống, Lâm Nhất đánh ra một quyền, phong lôi đồng thời bùng lên. Chuông huyền âm to lớn vang lên tiếng kêu đinh tai dưới quyền mang, vang vọng khắp phạm vi nghìn dặm. Ầm ầm ầm. Bốn phía đường phố có các cung điện lầu các cao sừng sững rung chuyển dưới sóng âm, thậm chí còn xuất hiện một số vết nứt, trông rất nguy hiểm. Tám người với ông lão áo đen dẫn đầu lập tức rên lên một tiếng, sắc mặt tái mét. Chấn. Ông ta quát lên một tiếng, chuông huyền âm bị quyền mang chấn trở về giữa không trung tỏa ra khí thế mênh mang, lại giáng xuống lần nữa với khí thế sấm sét. Vù, vù, vù. Chuông cổ còn chưa hạ xuống đã phát ra sóng âm đinh tai nhức óc, khiến nhiều võ giả xung quanh choáng váng đầu óc, ngũ tạng đảo lộn. Còn tới nữa. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lâm Nhất, Thương Long ấn nơi ngực hắn đột nhiên bừng sáng. 45 đường lôi văn chuyển động. Thương Long cửu biến, biến thứ ba. Đợi đến khi năm ngón tay khép lại, 45 đường lôi âm trùng điệp vang lên. Lôi âm như thú hoang nước lũ cuồn cuộn tràn về. Tiếng chuông cổ ầm ầm kéo đến dường như sắp đè nát Lâm Nhất chợt bị lôi âm phá tan thành muôn nghìn mảnh. Doạt. Sóng âm vỡ tan, giữa không trung ánh sáng lan tỏa, vô số sóng âm tan vỡ giống như pháo hoa rực rỡ. Phá. Trong pháo hoa nở rộ, một bóng hình màu xanh giống như lợi kiếm xé gió bay lên, vung ra một quyền chủ động đánh vào chuông huyền âm. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang to, chuông huyền âm vỡ vụn giữa trời, nổ tung thành vô số mảnh vụn, dập dềnh trôi đi. Ầm, ầm, ầm. Dư âm sao động, cung điện lầu các ở 10 dặm xung quanh lần lượt sụp đổ. Ngoài phạm vi 10 dặm, nhiều lầu các cao chọc trời ngã đổ ở lưng chừng, xa hơn thì lung lay giống như cây cối đong đưa theo gió. Phụt. Tám người với ông lão áo đen dẫn đầu phun ra máu, sắc mặt trắng bệch, không nhìn thấy chút sắc máu nào. Trời ơi! Chuông huyền âm vỡ rồi. Sao có thể như vậy, sức mạnh một đòn tấn công sao lại hung mãnh như vậy? Đúng là man thú thượng cổ, quá đáng sợ. Mọi người vừa hoàn hồn từ trong dư âm, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Đi! Đám người của ông lão áo đen vẻ mặt hoảng hốt, quay người lùi đi. Muốn trốn mà được sao?
Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, tia sáng lóe qua trong mắt, tám con thoi huyền lôi dưới sự gia cường của kiếm ý viên mãn giống như sói hổ xé gió bay đi. Xoẹt, xoẹt. Trên đường phố lập tức có máu văng tung tóe, tám thi thể không đầu ngã xuống đất, chớp mắt đã chảy máu thành sông, một mùi tanh tưởi lan ra. Lâm Nhất vẫy tay, thu lại những con thoi huyền lôi bay về nhanh như chớp, vẻ mặt lạnh lùng đến đỉnh điểm. Xem ra đám người này định sống chết với hắn đến cùng. Tốt thôi, vậy thì đừng trách hắn ra tay vô tình. Tám cái mạng ngày hôm nay chỉ là một bài học. Vù, vù, vù. Phương xa truyền đến tiếng xé gió, trong cát bụi mịt mù, Lâm Nhất loáng thoáng nhìn thấy Hướng Thiên Hà, Trần Hùng và những nhân tài từng gặp mặt trong buổi đấu giá. Trong mắt lóe lên tia sáng, thân hình Lâm Nhất nhoáng lên. Cả một hàng người khí thế hung hăng đã kịp trở về trong viện trước dự kiến. Đáng chết! Nhìn thấy trên mặt đất máu chảy thành sông, tám thi thể băng lạnh, Trần Hùng sa sầm mặt hung hăng chửi bậy một câu. Nhưng điều khiến hắn ta càng tức giận là, chuông huyền âm mà hắn ta tốn bao công sức mới lấy được nay lại bị đập vỡ tan tành. Mảnh vụn rơi đầy đất giống như lời chế giễu vô tình làm cho sắc mặt hắn ta càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Mấy viên ngũ nhuệ lôi tinh kia xem ra đã khiến cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Hướng Thiên Hà bình tĩnh không tỏ vẻ gì hờ hững nói. Những người còn lại vẻ mặt cũng đều cực kỳ khó coi, đâu chỉ tăng thêm không ít, rõ ràng là tăng lên khủng khiếp. 7 ngày trước bọn họ đâu có tin Lâm Nhất có thể một quyền đấm nát chuông huyền âm này. Vốn đã tính toán chính xác, cho dù có kiếm ý đỉnh phong cũng khó mà đâm nát được chuông huyền âm. Nhưng không ngờ được, hắn lại dứt khoát dùng long ngâm phá tan trói buộc, dùng dư âm đánh nát chuông cổ thành bột vụn. Liên tiếp vài lần làm suy yếu nó, rồi lấy khí lực chấn động cứ thế đánh nát luôn chuông huyền âm. Phòng thủ ở đây, ta không tin hắn có thể trốn trong lạc thủy cư này cả đời. Trần Hùng sa sầm mặt mũi, dùng giọng lạnh băng gằn từng chữ. Sắc mặt âm u kia khiến cho những người đứng cạnh nhìn mà run sợ trong lòng, sống lưng lạnh toát. Bên trong viện, Lâm Nhất vừa mới xoay người, đáy mắt liền lóe lên ánh sáng lạ lùng, táng hoa bên trong kiếm hạp không ngừng rung lên, tiên thiên kiếm ý âm thầm tích tụ. Ở trước mặt hắn tự dưng từ đâu xuất hiện thêm một người. Người này không tính là người lạ, chính là Lạc Du chủ trì buổi đấu giá tử vong 7 ngày trước đó. Người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng Lâm Nhất lại biết, thực lực của người này cực kỳ khủng khiếp. Cái gọi là điệu bộ của thương nhân cùng một số biểu cảm chật vật chẳng qua đều là cố ý diễn cho mọi người xem. Nhưng thứ thực sự khiến Lâm Nhất ngạc nhiên là đối phương làm sao vào được đây. Hắn thân là huyền sư tam phẩm nên hiểu rất rõ cấm chế ở khu vực này, cho dù là cảnh giới thiên phách cũng rất khó để cưỡng ép xông vào. Nếu không, hắn cũng sẽ không nhìn thấy đám người Hướng Thiên Hà hợp sức với nhau đến giết hắn nên lập tức xoay người. Bởi vì chắc chắn đối phương có tức tối thế nào cũng sẽ không thể vào được trong này. Tiểu Hữu có ý đối địch với ta rất sâu. Lạc Du mỉm cười thấp giọng nói, không cần kỳ lạ, viện này vốn dĩ là do ta cho ngươi thuê, ta đương nhiên có thể ra vào tùy ý. Ngày đó ở buổi đấu giá thế gia đã làm loạn quy tắc, để các hạ phải chịu chút uất ức, hôm nay tới đây mục đích chỉ là để xin lỗi. Đi theo ta, ở đây không phải là nơi để nói chuyện. Lâm Nhất liếc mắt nhìn người này một cái, đối với cái mà người này gọi là xin lỗi khá hở hứng, lạnh nhạt nói. Tiểu tử này, thú vị. Nhìn bóng lưng Lâm Nhất, Lạc Du hơi ngẩn ra, sau đó lập tức mỉm cười. Chỉ là hơi cảm thấy bất mãn, thằng nhóc này thái độ hình như còn lớn hơn cả ông ta vậy. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ông ta vẫn không thể không đi theo. Bên cạnh Linh Hồ, trong một đình nghỉ chân. Hai người Lâm Nhất và Lạc Du ngồi đối diện nhau, uống rượu nói chuyện. Một hồi sau, trên mặt Lâm Nhất mới lộ vẻ giật mình hiểu ra, hóa ra nơi này có tên là Lạc Thủy Cư. Vùng sân viện có linh hồ này đều thuộc về Lạc Thủy Cư, thậm chí cả ngọn linh sơn ở phía xa kia cũng thuộc sở hữu của một người. Chủ nhân của Lạc Thủy Cư không chỉ có địa vị siêu phàm trong thành Thiên Lăng mà còn ở cả Lôi Châu nữa, đến Tử Nguyệt Động Thiên cũng đều phải kiêng dè người này. Lai lịch của người này thần bí, tu vi khó dò, có rất nhiều lời đồn nhưng chưa từng có ai phân biệt được thật giả.
những nhân tài trong thành Thiên Lăng kia bình thường kiêu căng hống hách nhưng cũng có trưởng bối trong nhà cảnh cáo nhiều lần. Ai cũng đều có thể chọc vào, duy chỉ không được chọc vào Lạc Thủy Cư. Lâm Nhất giờ coi như đã hiểu được, vì sao ở bên trong viện lại không có người dám động vào hắn, một khi ra ngoài thì đám người kia sẽ lập tức nổi lên sát tâm. Chủ nhân của Lạc Thủy Cư chẳng lẽ là ông sao? Lâm Nhất nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh hỏi. Lạc Du cười nói, ta chỉ là một người làm việc vặt thôi, mặt của vị đại nhân kia ta cũng chưa từng được gặp, ông ấy ở kia. Nhìn theo hướng tay mà ông ta chỉ, ở cuối tầm mắt của Lâm Nhất có một ngọn núi cao nguy nga, uy áp vô tận, đỉnh núi cao nhập vào tầng mây tựa như tiên cảnh. Đó là núi Thiên Lăng, cũng là cội nguồn linh khí của cả thành Thiên Lăng này, nghe nói vào rất nhiều năm trước, lúc Kiếm Tông còn chưa bị hủy diệt thì đó là một trong 7 ngọn linh phong của Kiếm Tông. Linh khí dồi dào mà những nơi khác khó có thể bì kịp, người thường cũng cấm không được tiến vào. Lâm Nhất vẫn luôn cho rằng, núi này có phải đã bị Tiêu Vân Tông chiếm cứ rồi không, dù gì cũng là đệ nhất tông của thành Thiên Lăng cơ mà. Nhưng lại không ngờ, chủ nhân của núi này lại là cùng một người với Lạc Thủy Cư. Nghĩ đến người này đúng là có chút thần bí, trước đó hắn chưa từng được nghe nói tới. Lạc Du đặt chén rượu trong tay xuống. Mỉm cười nói, tiểu hữu, lần này tới đây là ta thực lòng đến để xin lỗi. Xin lỗi, ông làm gì sai sao? Lâm Nhất như cười như không nhìn đối phương. Buổi đấu giá hôm đó nếu như dựa theo quy tắc, đám người kia không giao Linh Ngọc thì trên thực tế đều không được ra tay với Lâm Nhất. Mà sự thực đã chứng minh, người này cũng rất có danh vọng, hoàn toàn có khả năng để ngăn chặn. Nhưng lại lựa chọn nhìn mà như không thấy. Đợi đám người Trần Hùng lần lượt ra tay rồi mới cất lời ngăn lại. Tranh thủ vơ vét một khoản lớn linh ngọc từ các đại gia tộc. Hai mắt Lạc Du khẽ nheo lại, thằng nhóc này mắt sáng như đuốc, hầu như đã nhìn thấu mọi thứ. Cũng cực kỳ bất mãn với mình, có vẻ như chẳng chịu chấp nhận lời xin lỗi của ông ta. Lạc Du trầm ngâm một hồi mới cười nói, như vậy đi, nói thẳng vào vấn đề, thương nhân chỉ tính đến cái lợi, chẳng màng đúng sai. Trước đó, ta quả thực là làm những việc không đúng, nhưng nghĩ lại thì ngươi có lẽ cũng hiểu được. Bây giờ ngươi gặp rắc rối mà ta có thể giúp đỡ ngươi. Còn về nguyên nhân, ta nghĩ rằng ngươi cũng đã đoán được, Quần Long Thịnh Yến chỉ nửa năm nữa là sẽ bắt đầu. Mặc dù bây giờ ngươi vẫn chưa bằng được 7 đại tân tú của thành Thiên Lăng, nhưng mà chuyện của nửa năm sau thì ai mà nói chính xác được chứ? Lời này quả thực không giả, trong buổi đấu giá ngày hôm đó. Ông ta đã có cái nhìn khác về Lâm Nhất. Không nói đến việc vung tay tung ra mấy món tiền lớn, mà thứ hắn đưa ra lại toàn là linh ngọc tứ phẩm, cho đến sau này khi giao đấu với Hướng Thiên Hà cũng chẳng hề thua kém. Huống hồ, Lâm Nhất chẳng qua mới 18 tuổi mà thôi. Chẳng có ai lại vô duyên vô cớ đi giúp đỡ ngươi, Lạc Du nói như vậy lại khiến cho Lâm Nhất miễn cưỡng tin tưởng vài phần. Ha ha! Đám người ngoài kia mặc dù nói là chưa kinh động đến tiền bối trong nhà. Nhưng dựa vào mình mà muốn đi thì ít nhiều cũng phải trả giá, có ta giúp đỡ, ít nhất trong thành Thiên Lăng này ngươi có thể tự do ra vào, chẳng có ai dám chặn, Lạc Du đánh giá Lâm Nhất một lượt rồi tiếp tục nói. Lại nói, ta cũng không cần ngươi phải bỏ ra cái gì, coi như kết giao bằng hữu đi. Coi như đền bù cho sự không đúng của ta trong buổi đấu giá vừa rồi. Lâm Nhất tư lự một hồi. Trầm giọng nói, ta muốn biết, ở gần thành Thiên Lăng này có yêu thú bao hàm huyết mạch của rồng không? Yêu thú bao hàm long huyết à? Lạc Du ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Nhất, trong lòng thầm suy nghĩ rồi lập tức cười đáp, dễ thôi, người đợi ta một lát. Chỉ thấy ông ta rút ra một miếng ngọc giản màu trắng, nắm chặt trong tay hai mắt khép hờ giống như đang truyền đi một thông tin nào đó. Lâm Nhất phát hiện lòng bàn tay người này có quang mang lấp lánh. Từng luồng linh văn sao động theo một tiết tấu tương đối ảo diệu, tựa như sóng nước đang tản dần ra trong không trung. Được rồi. Đợi khi Lạc Du thả miếng ngọc giản ra, trong lòng như đã nắm chắc, vẻ cực kỳ tự tin. Trong lúc Lâm Nhất còn đang bán tín bán nghi, chẳng qua mới nửa khắc thời gian, có một con chim diều hâu gầy nhẳng màu đen bay đến nhanh như một tia chớp. Chim diều hâu kia nhả móng vuốt ra, một tấm giấy da nhỏ rơi lên trên mặt bàn đá. Lạc Du cẩn thận từng chút một mở ra. Lâm Nhất phát hiện đây là một tấm địa đồ,
Trên tấm địa đồ này ghi chú lại hơn 10 điểm màu đen, mỗi một điểm đều có những hàng chữ giải thích tỉ mỉ. Đây là... Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạ, rõ ràng hắn đã cực kỳ ngạc nhiên. Đây là lãnh thổ của cả thành Thiên Lăng, có những nơi có yêu thú long huyết đều đã ghi rõ bên trong này. Cũng có một số nơi chưa được biết đến, đã từng xuất hiện tung tích của yêu thú long huyết nhưng lại không thể xác định được. Còn về những nơi ghi chú chấm màu đen thì là những nơi chắc chắn có yêu thú long huyết đang hoạt động. Lạc Du khẽ mỉm cười, tiện thể giải thích. Sơn mạch Yên Vân, long huyết ma ưng, yêu thú cấp bá chủ, cảnh giới âm dương tiểu thành. Hầm Viêm Long, long nham cự hổ, yêu thú cấp bá chủ, cảnh giới âm dương đại thành. Núi Toái Nham, kim cốt long lang, yêu thú cấp bá chủ, cảnh giới âm dương đại thành. Chấm. Lâm Nhất nhìn chú thích bên trên tấm địa đồ, đáy mắt lộ vẻ khâm phục, không thể không nói Lạc Du này cực kỳ có thủ đoạn. Chỉ ngắn ngủi vài khắc mà đã thu thập được tư liệu rõ ràng thế này, đổi lại là hắn tự đi tìm thì không biết phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian nữa. Rất ngạc nhiên đúng không? Trên thực tế những thương nhân đều có con đường riêng, có rất nhiều nhân tài yêu nghiệt hợp tác với chúng ta. Dù gì, nếu chỉ dựa vào mỗi tình báo của tông môn thì xét cho cùng là vẫn không đủ. Gương mặt Lạc Du lộ vẻ đắc ý, trầm giọng cười nói. Thấy bộ dáng ông ta như vậy, Lâm Nhất lại càng không khỏi tò mò hơn với chủ nhân của Lạc Thủy Cư này. Chỉ một người làm việc vặt bên dưới đã có khả năng thế này thì bản thân người đó phải là thần thánh phương nào chứ? Tạm thời không nghĩ đến những việc này, giờ tấm địa đồ đã giải quyết được mối lo trước mắt của Lâm Nhất. Đợi chút. Đột nhiên mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc. Trầm giọng nói, đến cả yêu thú cảnh giới thiên phách cũng có luôn. Trên tấm địa đồ bằng da dê kia, có hai chấm đen hình đầu lâu khiến người ta tự nhiên dựng tóc gáy. Đầm Hắc Thủy, huyết diễm ma long mãng, cảnh giới thiên phách thành niên. Núi Viêm Long, tử điện ma long điểu, cảnh giới thiên phách thành niên. Yêu thú cảnh giới thiên phách thành niên, trong lòng Lâm Nhất run lên, yêu thú cấp độ này hắn gần như không thể chọc vào được. Chỉ riêng nghe tên thôi đã biết là lai lịch không nhỏ, nhất là hai chữ thành niên ghi chú phía sau lại càng có sức mạnh áp đảo. Đừng thấy huyết long mã bây giờ uy phong khắp tám phương, nhưng trong thời kỳ ấu niên cũng chỉ nằm trong giai đoạn mới bắt đầu. Chẳng qua nếu thực sự luyện hóa được tinh huyết bản mệnh của hai con yêu thú cảnh giới thiên phách này thì thương long cửu biến chắc chắn có thể thăng cấp lên tầng thứ tư. Bảy đại tân tú nghịch thiên của thành Thiên Long mà Lạc Du nói đến kia cũng chưa chắc đã có thể trấn áp được hắn. Ta đoán ngươi hẳn là muốn luyện hóa tinh huyết bản mệnh của hai con yêu thú này, chẳng qua luyện hóa tinh huyết bản mệnh không bằng được yêu đan. Đám yêu thú này không có long huyết thuần, càng lợi hại thì ý chí ngưng tụ thành sát khí càng khủng bố. Trong lúc Lâm Nhất hơi động tâm thì Lạc Du nhắc nhở nói, chỉ thoáng không cẩn thận, nhẹ sẽ thay đổi tính cách, nặng thì mất hết ý thức trở thành kẻ ngu đần. Cho nên rủi ro cực kỳ lớn, tốt nhất đừng lựa chọn. Lâm Nhất nói tiếp, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Thần sắc của Lạc Du cực kỳ nghiêm túc nói, loại yêu thú thiên phách thành niên này cực kỳ đáng sợ, cho dù nó có ngủ say để mặc cho ngươi giết thì ngươi cũng chưa chắc đã có thể giết chết được nó. Ngược lại nó chỉ liếc mắt nhìn ngươi đã đủ để giết chết ngươi rồi. Cái này. Đáy mắt Lâm Nhất thoáng vẻ giật mình ngạc nhiên. Biết lời của Lạc Du không giả, nhất là loại yêu thú cảnh giới thiên phách có bao hàm long huyết này lại càng không phải tầm thường. Nếu như ngươi thực sự nghĩ đến thì cũng không phải không có cách. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Du lại nở nụ cười thần bí. Có cách. Nghe thấy lời của Lạc Du, trái tim Lâm Nhất run bắn lên, có khả năng sao? Loại yêu thú này cho dù là thế lực lớn như Tiêu Vân Tông cũng sẽ là không dám tùy ý đi chọc vào. Kẻ mạnh nhân loại cảnh giới thiên phách đã đủ để hoành hành ở cổ vực Nam Hoa này rồi, huống hồ gì là yêu thú thiên phách cấp bá chủ cá mang trong mình long huyết. Chỉ hơi chọc giận đối phương thôi đã đủ để chết chắc rồi. Ông chắc chắn. Đối phương mặc dù có thủ đoạn bất phàm, còn có một chủ nhân thần bí khó đoán, nhưng Lâm Nhất ít nhất vẫn còn chút lý trí. Sau cảm giác hưng phấn thì hắn đã bình tĩnh lại rất nhanh, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía đối phương. Trừ phi đối phương đi cùng với mình. Dường như nhìn ra được ý nghĩ trong đôi mắt của Lâm Nhất, Lạc Du cười nói, mặc dù ta khá là coi trọng ngươi,
nhưng loại rủi ro này ta vẫn không dám đi mạo hiểm, huống hồ ta là một mục tiêu quá lớn, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ bị nó nhắm vào. Ngươi ra tay ngược lại còn an toàn hơn một chút, dù gì ngươi chỉ là lấy tinh huyết bản mệnh chứ không phải thực sự muốn giết chết nó. Sau đó, Lạc Du nói hết các phương pháp mà ông ta biết cho Lâm Nhất. Thần sắc Lâm Nhất thay đổi, như những gì ông ta nói, quả thực là có chút cơ hội. Nhưng vẫn tương đối nguy hiểm, chỉ cần yêu thú kia liếc mắt nhìn hắn thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Lạc Du cực kỳ thành khẩn nói, quyết định thế nào, ngươi tự nghĩ đi. Ta thì không khuyến khích ngươi đi mạo hiểm như thế, với thực lực của ngươi, săn giết long nham cực hổ còn có long huyết ma điểu hẳn là tương đối ổn thỏa. Chuẩn bị cả hai vậy, ta tùy thời cơ hành động, nếu thực sự không thể thì cũng sẽ không làm bừa. Không sao, ta đi chuẩn bị. Mấy ngày sau đó, Lâm Nhất vẫn ở mãi bên trong Lạc Thủy Cư không ra ngoài. Ngoại trừ tu hành ra, thời gian còn lại đều dành để chuẩn bị. Ngoài ra, từ trong miệng Lạc Du hắn còn hiểu biết thêm rất nhiều về Lôi Châu, một châu đứng đầu của cổ vực Nam Hoa. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhất vẫn luôn ở trong Lạc Thủy Cư không ra ngoài. Ngoài việc tu luyện, rất nhiều thời gian đều dùng để chuẩn bị. Ngoài ra, nhờ Lạc Du, hắn cũng hiểu rõ Lôi Châu đứng đầu Nam vực này hơn. Năm đó, Lôi Châu rộng lớn này đều là địa bàn của Kiếm Tông, lãnh thổ bao la. Toàn bộ Lôi Châu được xây trên di tích này, thỉnh thoảng sẽ có bí cảnh xuất hiện, có thể lấy được rất nhiều truyền thừa quý giá. Chỉ điều này đã đủ hấp dẫn toàn bộ yêu nghiệt kéo đến Nam vực rồi. Mỗi lần bí cảnh ra đời đều sẽ xuất hiện ma khí, yêu thú ở Lôi Châu bị ma khí xâm nhập trong một khoảng thời gian dài, nên gần như đều bị biến dị. Thậm chí lúc nghiêm trọng còn sẽ dẫn tới thú triều, tuy vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng có thể giúp những thiên tài yêu nghiệt tích lũy kinh nghiệm. Vừa có kỳ ngộ trong bí cảnh vừa có lịch luyện sinh tử trong hoàn cảnh nguy hiểm, đương nhiên thiên tài ở nơi này phải mạnh hơn bên ngoài. Lúc Lâm Nhất đang chuẩn bị, câu chuyện liên quan đến hắn đã được lan truyền khắp thành Thiên Lăng. Có rất nhiều người chính mắt nhìn thấy hắn dùng một cú đấm đánh vỡ chuông huyền âm của Trần gia, tình cảnh cực kỳ chấn động. Thậm chí nghe nói có không ít trưởng bối của Trần gia biết chuyện. Nổi trận lôi đình. Ba ngày sau, Lạc Du lại xuất hiện một lần nữa, đưa cho Lâm Nhất một bức thư rất dày, trên bìa có viết năm chữ cổ. Tử điện ma long điểu. Không sai, trong hai con yêu thú long huyết thiên phách, Lâm Nhất lựa chọn tử điện ma long điểu. Đương nhiên thứ ở trong bức thư là các tin tức về núi Viêm Long và con yêu thú này. Bên ngoài thành Thiên Lăng, Lâm Nhất mặc một bộ đồ xanh, cưỡi trên lưng ngựa huyết long. Hắn quay đầu nhìn lại tường thành cao ngất kia, thầm nhủ, cái người tên Lạc Du này quả là thần thông quảng đại, có thể giúp hắn thần không biết quỷ không hay rời khỏi thành ngay dưới mí mắt của mấy đại thế gia và Tiêu Vân Tông. E là cho đến bây giờ, đám người kia vẫn còn đang canh giữ bên ngoài Lạc Thủy Cư. Ta không có thời gian chơi với các ngươi. Lâm Nhất xoay người lại, nhìn thẳng về phía trước và vỗ nhẹ lên cổ ngựa huyết long. Mặt đất lập tức bùng lên một luồng sáng đỏ như máu, ngựa huyết long hệt như một tia chớp, mang theo Lâm Nhất lao đi như bay. Dù là cao thủ cảnh giới âm dương đại thành thì khi nhìn thấy tốc độ của nó cũng chỉ biết tặc lưỡi than thầm. Mục tiêu chính là núi Viêm Long. Thành Thiên Lăng cũng không phải là một tòa thành đơn độc, ngoại trừ chủ thành thì phạm vi thế lực của nó vô cùng rộng. Núi Viêm Long nằm ở phía đông bắc thành Thiên Lăng, cách chủ thành độ khoảng nửa tháng lộ trình. Nơi này có thể xem như vùng rìa của thành Thiên Lăng, xung quanh khá là vắng vẻ. Cái tên núi Viêm Long có liên quan đến một truyền thuyết, nghe đồn mấy ngàn năm trước, nơi đây từng có một trận đại chiến, đó là cuộc chiến giữa một cao thủ và một con Viêm Long chân chính. Sau trận chiến, máu Viêm Long bắn tung tóe khắp vạn dặm, khiến cho cả một vùng đất rộng lớn thấm đẫm máu rồng. Vì lẽ đó, rất nhiều yêu thú có được huyết mạch của Viêm Long. Tuy nhiên, chưa đến 1.000 năm, hầu hết yêu thú mang huyết mạch của rồng đều bị con người săn giết. Một số lượng nhỏ còn sống sót thì sau ngàn năm tôi luyện, chúng đã mạnh đến mức không hợp thói thường, khiến người khiếp vía. Trong số đó, tử điện ma long điểu hoàn toàn xứng đáng là bá chủ, có thể nói là hô mưa gọi gió, không ai dám trêu chọc. Còn về kết quả của trận đại chiến kia thì đến cuối cùng,
cao thủ đã mất mạng, Viêm Long thì không biết sống chết. Có người nói nó đã chết, cũng có người nói nó chỉ bị trọng thương và đã trốn thoát. Dù sao thì khắp vùng này, không ai nhìn thấy Viêm Long và cũng không phát hiện được hài cốt của nó. Tuy nhiên, truyền thuyết về núi Viêm Long lại được truyền bá rộng rãi. Có lẽ bởi có máu Viêm Long tẩm bổ nên yêu thú ở vùng đất này đều rất hung tàn. Không nói đến vị bá chủ Tử Điện Ma Long Điểu kia, chỉ riêng đám yêu thú cảnh giới thiên phách thì đã có vài con độc bá một phương rồi. Mảnh đất có thể sinh ra nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy ắt có chỗ bất phàm, hiển nhiên, tỷ lệ thiên tài địa bảo xuất thế cũng khá lớn. Chính vì thế, có rất nhiều võ giả mạo hiểm lên núi, mục đích hoặc là săn giết yêu thú, hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dù là gì thì chắc chắn cũng sẽ có thu hoạch. Ngoài ra, xung quanh núi Viêm Long có rất nhiều thế lực lớn nhỏ chiếm cứ. Trong đó, Thiết Huyết Kiếm Môn là hùng mạnh nhất. Tuy rằng Thiết Huyết Kiếm Môn không so sánh được với thế lực cấp chuẩn bá chủ như Tiêu Vân Tông, nhưng ở núi Viêm Long thì môn phái này thật sự là bá chủ một phương. Với tốc độ của ngựa huyết long, Lâm Nhất di chuyển liên tục suốt ngày đêm, cuối cùng, lộ trình nửa tháng rút ngắn còn 3 ngày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.